Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 366, lập trường thay đổi. Phó trường Trinh bước lên, nói: "Lưu đại nương, lãnh đạo thành phố tới gặp bà." Lão thái thái mắt mở rồi, tai cũng ngẫng ngáng, bà ta nghiêng nghiêng ra sau, nói: "Anh nói to lên thì tôi mới nghe được." Phó trường Trinh xấu hổ cười cười. Lão Thái Thái nói, là vị lãnh đạo nào? Trương Dương cười nói, Đại Nương, tôi là người của Cục Giáo Dục, là bạn tốt của Thầy Giáo Phùng, Đi ngang qua đây nên vào thăm bà." Lão Thái Thái nói, "Bạn của con trai tôi à, vậy thì anh giúp tôi nói với nó rằng, bảo nó đừng khổ cực như vậy nữa, mỗi ngày dậy tới tận đêm khuya, khổ cực quá, lại chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, vạn nhất sức khỏe kém đi thì một nhà già trẻ chúng tôi biết làm sao." Trương Dương đặt hoa quả xuống, bước tới trước cửa nhìn vào trong, Phùng Thiên Du không nói ngoa, năm miệng ăn nhà y trước mặt sống trong một căn phòng khoảng 26 mét vuông bên ngoài để cách ra một bộ phận nhỏ để đặt hai cái bàn, đó là nơi để buổi tối y soạn bài và cho con gái học bài. đi sâu vào trong nữa là một cái giường nhỏ và một cái giường tầng. cái giường nhỏ là để lão thái thái nằm, còn giường tầng là để cho hai đứa con gái. giường tầng kéo rèm, nữ hài tử dùng loại phương thức giữ không gian riêng của họ. sâu vào trong thêm nữa là một cái tủ quần áo lớn và vách ngăn do vải mành tổ thành. không gian bên trong đặt một cái giường đôi. nhìn thấy tình cảnh ở trước mặt. Trương Đại Quan Nhân không khỏi có chút đau lòng, cuộc sống của Phùng Thiên Du cũng quá thảm rồi, điều này không khó lý giải vì sao y lại phát sinh xung đột với hiệu trưởng Mạnh tông quý. Nghĩ tới căn nhà hào hoa của Mạnh tông quý, so với Phùng Thiên Du thì quả thật là một trời một vực. Trương Dương nói chuyện vài câu với lão thái thái, lúc nói chuyện, một cô gái mặt mũi xinh đẹp đi vào, là con gái lớn Phùng Lộ của Phùng Thiên Du, Phùng Lộ thân hình cao gầy, da trắng nõn nà, ngũ quan đoan chính, chính là một mỹ nhân hiếm có không ngờ Phùng Thiên Du đen đúa gầy gò lại có thể sinh ra một đứa con gái xinh đẹp đến vậy. Phùng lộ mặt mày ngơ ngác nhìn mấy người lạ mắt ở trong nhà, hỏi, bà nội, bà đang nói chuyện với ai vậy? Audio điện tử võ tấn bền Phó trường Trinh vội vàng giải thích, vị này là thị trưởng Trương. Phùng lộ căn cắn môi, cô ta đương nhiên có nghe nói tới chuyện phó thị trưởng Trương tới trường học, có điều cô ta lại không tận mắt nhìn thấy, không ngờ vị trương đại nhân này lại tới nhà mình cô ta rụt rè nói chào thị trưởng trương trong con mắt long lanh lộ ra mấy phần sợ hãi trương dương cười cười cô gái này trên người có mấy phần vị đạo của trần tuyết có điều lại thiếu đi sự trầm ồn và lãnh tĩnh của trần tuyết trong lòng hắn lập tức có hào cảm mỉm cười nói buổi chiều không phải là còn phải thi ư sao giờ lại về phùng lộ nói thi xong rồi về nhà chăm bà trương dương gật đầu hắn và Phó Trường Trinh cũng không ở lâu, đứng dậy cáo từ, phùng lộ tiến họ ra cửa, nói khẽ một câu cảm ơn thị trưởng Trương. Cô ta là ám chỉ chuyện Trương Dương cứu cha cô ta ra khỏi đồn công an. Trương Dương trong lòng thầm thở dài, nhìn quần áo trên người phùng lộ đã giặt đến bạc phách, một thiếu nữ xinh đẹp như vậy mà không ngờ lại phải chịu được cuộc sống khổ cực thế này, đúng là đáng thương. Hắn và Phó Trường Trinh đi tới trước xe, một lão đầu sách lồng chim từ phía trước đi tới, Phó Trường Trinh nói khẽ, vị lão gia tử này chính là cha của Mạnh Tông Quý. Trương Dương nhíu mày, lúc trưa, Mạnh Tông Quý nói rằng cha y ở cùng y, nhìn lão đầu sách lồng chim lên nhà lầu, Trương Dương nói, anh đi nghe ngóng xem, ông ta có phải là sống ở đây không? Chuyện như thế này không khó hỏi thăm, Phó Trường Trinh rất nhanh liền nghe ra, cha của Mạnh Tông Quý sống trong căn hộ trước kia của y, là một căn hộ to, cũng có ba phòng ngủ một phòng khách, chỉ có điều trông hơi cũ kỹ một chút. Trương Dương bốc hỏa rồi, mạnh tông quý này tuyệt đối không phải là hạng tốt lành gì, một nhà ba người của y chiếm hai căn nhà ba phòng, Phùng Thiên Du một nhà năm người thì lại ở trong một căn phòng 26 mét vuông, thế này thì còn gì là công bằng nữa. Trên đường về, Trương Dương giao một nhiệm vụ cho Phó Trường Trinh, đi điều tra tư liệu ký túc xá công chức của Phong Trạch Nhất chung, xem xem 12 căn hộ này rốt cuộc là phân cho những ai. Có một số chuyện không tra thì thôi, một khi tra ra thì vấn đề lập tức lộ ra, ký túc xá dành cho giáo viên của phong trạch nhất trung không ngờ lại có 7 căn đều có tên của lãnh đạo cục giáo dục, ngay cả cục trưởng cục giáo dục Lưu Cường cũng có một căn, thế này thì không thể nào nhịn được nữa Trương Dương, Trương Dương đọc xong bản tư liệu đó thì bốc hỏa, hắn vỗ bàn đứng dậy, nói con mẹ nó. Thế này là sao, 7 người này có quan hệ cho gì với phong trạch nhất trung? Bọn họ dạy thay hay là bỏ tiền? Bọn họ dựa vào gì mà được chia căn hộ trong ký túc xá giáo viên của phong trạch nhất trung? Phó Trường Trinh thấy Trương Dương nổi giận, đứng ở bên cạnh không dám nói gì. Kỳ thực lại chuyện này ở trong các hệ thống đều thấy không ít, nguyên nhân mà Trương Dương tức giận là vì hôm nay nhìn thấy sự tương phản quá lớn giữa Phùng Thiên Du và Mạnh Tông Quý, lại thêm buổi trưa lưu cường ở trước mặt hắn giả vờ như không có chuyện gì, nhưng ở sau lưng lại làm cái trò này. Trương Dương càng nghĩ càng tức giận, hắn cảm thấy chuyện bãi khóa bãi thi hôm nay không đơn giản như vậy, chuyện thiếu tiền lương của giáo viên cũng không đơn giản, Hắn gọi cục trưởng tài chính Ngô Kiến Tân tới văn phòng. Trương Dương không phải là lãnh đạo thượng cấp của Ngô Kiến Tân, hắn cũng không quản tài vụ, nhưng hắn dẫu sao cũng là phó thị trưởng, nghe thấy hắn gọi, Ngô Kiến Tân vẫn vội vàng chạy tới, Ngô Kiến Tân còn có một thân phận, y là em rể của bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa, ở phong trạch ngồi nắm đại quyền tài chính, là một nhân vật có thực lực tiềm tàng. Trương đại quan nhân sắc mặt bất thiện, hỏi thẳng luôn, vấn đề tiền lương của hệ thống giáo dục rốt cuộc là sao? vì sao lại nợ tới 3 tháng. Ngô Kiến Tân cũng có nghe thấy chuyện phong trạch nhất trung bãi thì bãi khóa, phong trạch không lớn, loại chuyện cực kỳ có giá trị thời sự này sớm đã được truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. Ngô Kiến Tân nói, thị trường trương, tiền lương của giáo viên tôi trước giờ chưa từng khất, cuộc tài chính mỗi một khoản đều ghi chép rõ ràng, bí thư đỗ cũng một mực cường điệu vấn đề giáo dục, cho nên, ngân sách giáo dục trước giờ đều được phát xuống trước, còn vì sao lại nợ tiền lương thì không liên quan gì tới chúng tôi, là vấn đề của bản thân hệ thống giáo dục. Trương Dương ngây ra, hắn lặn lộn trong thể chế không phải chỉ ngày một ngày hai, cũng kiến thức qua vô số hiện tượng cái vã đẩy đi đẩy lại trách nhiệm cho nhau. Hắn nhìn chầm chầm vào Ngô Kiến Tân, nói tòa nhà dạy học của phong trạch nhất chung, Thị Lý có phải đã đồng ý phát cho ngân sách 200 vạn không? Khoản tiền này đã tới nơi chưa? Ngô Kiến Tân nói Thị Lý đã đáp ứng khoản ngân sách này, nhưng lúc đó đã viết rõ ràng 200 vạn này chi ra cấp trong 4 năm đã cấp một bộ phận rồi. Lời nói của Ngô Kiến Tân không có sơ hở gì, Trương Dương bảo y chỉnh lý lại những khoản ngân sách dành cho giáo dục rồi mang tới cho hắn. Sau khi Ngô Kiến Tân đi, thị trưởng Tôn Đông Cường bảo thư ký địch lượng tới gọi Trương Dương, gã cũng nghe nói tới chuyện phát sinh ở phong trạch nhất chung, chuyện này đã được truyền đi rất ẩm ý ở phong trạch rồi, độ nóng của nó thậm chí còn vượt qua cuộc chống hạn cứu tai lúc trước của chính phủ thị ủy, giáo dục là công tác mà Trương Dương được phân quản, Tôn Đông Cường không tìm hắn thì tìm ai? Trương Dương Sơ lược báo cáo lại những tình huống hôm nay tới Phong Trạch nhất trung tìm hiểu được, Tôn Đông Cường nghe thấy vậy thì nhíu mày, gã ý thức được rằng chuyện này rất phiền phức, chỉ hơi không cẩn thận là sẽ liên hệ tới vấn đề phản hủ sướng liêm, bài trừ hủ hóa, kêu gọi liêm khiết mà phản hủ sướng liêm thì có nghĩa là phải đại động can qua, phải đắc tội với người ta, vừa mới thượng nhiệm nên Tôn Đông Cường không hiểu rõ lắm về tình huống của Phong Trạch, Tôn Đông Cường không dám tùy tiện làm ra động tác lớn. Trương Dương nói, thị trường tôn, tôi cảm thấy chuyện này có điều mờ ám, chúng ta có nên điều tra cho rõ không? Tôn Đông Cường nói, anh muốn đi trả ư. Tôi hoài nghi sau lưng việc nợ lương của phong trạch nhất trung tồn tại vấn đề kinh tế nghiêm trọng. Tôi kiến nghị để ủy ban kỷ luật tỉnh gia nhập, giúp điều tra xem bên trong có hành vi tham ô hay không. Tôn Đông Cường nói, chuyện hệ thống giáo dục thiếu lương là rất thường thấy, không chỉ là phong trạch, cậu còn nhớ Giang Thành không? hệ thống giáo dục cũng từng thiếu nửa năm lương, bởi vì khất lương mà cậu muốn ủy ban kỷ luật gia nhập điều tra, khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Trương Dương nói, anh sở dĩ nói vậy là bởi vì ông chưa tới hiện trường, nếu như anh tới căn hộ ba phòng của Mạnh Tông Quý, rồi anh mới thấy căn phòng 26 mét vuông mà năm miệng ăn nhà Phùng Thiên Du phải sống chen chúc trong đó, chắc hẳn anh sẽ không nói vậy đâu. Tôn Đông Cường nói, bất kỳ xã hội nào cũng không thể thực hiện công bình hóa một cách hoàn toàn, không thể thực hiện được chủ nghĩa bình quân đâu. Cái gì mà chủ nghĩa bình quân? Cái này là tôi tận mắt nhìn thấy, cùng là công chức của phong trạch nhất trung, vì sao lại có khoảng cách lớn như vậy? Được, chuyện này tôi trước tiên không nhắc đến nữa, ký túc xá giáo viên của phong trạch nhất trung là nên cấp cho giáo viên của trường học đúng không? Vậy vì sao lại có 7 căn lại thuộc tên của lãnh đạo cục giáo dục? Tôn Đông Cường ngây người, chuyện này gã lần đầu tiên nghe nói tới, gã có chút giật mình nhìn Trương Dương một lúc sau mới nói chuyện mà anh nói có chứng cứ không. Trương Dương nói, tôi đã sai người điều tra rõ ràng rồi, tên đăng ký nhà đất rõ ràng là đấy thì làm sao mà sai được. Tôn Đông Cường trầm ngâm một lát, nói chuyện này phải cố gắng đừng làm quá ẩm ý, phải thật cẩn thận, nhất định phải có chứng cứ chính xác thì mới hồi báo lên trên được. Hồi báo lên trên mà gã nói chính là hồi báo với bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa. Trương Dương chẳng cố kỵ gì Thẩm Khánh Hoa cả, trong mắt hắn, Thẩm Khánh Hoa có to hơn nữa thì cũng không hơn được Đỗ Thiên Giã. Thái độ của hắn đối với Tôn Đông Cường có chút bất mãn, thị trường Tôn, anh cố kỵ cái gì? Vấn đề lớn như vậy nếu như chúng ta không xử lý, hệ thống giáo dục khẳng định sẽ còn xảy ra chuyện, hiện tại chỉ bãi thi bãi khóa, lần sau không biết còn phát sinh chuyện gì nữa. Không giải quyết kịp thời vấn đề, chỉ sẽ xuất hiện vấn đề lớn hơn thôi. Tôn Đông Cường nói, tôi có bảo là không giải quyết đâu, nhìn anh mới nhìn thấy vẻ ngoài của những chuyện này mà đã đoán định là người ta có vấn đề à. Trương Dương nói, tai nghe là giả, mắt thấy là thật, tôi tận mắt nhìn thấy thì còn sai được à. Tôn Đông Cường nói, anh mới tới phong trạch được có mấy ngày. Anh dám nói mình nắm rõ tình huống nơi đây như lòng bàn tay không? Tình huống cụ thể trước khi chưa được làm rõ, anh nếu như gióng chống khua chiêng xuất động ủy ban kỷ luật tiến hành điều tra, vạn nhất sai thì sao, anh ăn nói thế nào đây? trương dương bốc hỏa rồi anh không việc gì phải sợ xảy ra chuyện thì thôi gánh tôn đông cường bị thằng ôn này khiến cho ớt nghẹn đến nỗi mặt đỏ bừng tôi sợ cái gì chứ anh nói tôi sợ à tôi là đang nhấn mạnh bất kỳ chuyện gì cũng phải chú trọng chứng cứ sự thực trước khi chưa xác nhận chứng cứ không thể chưa gì đã kinh động phía ủy ban kỷ luật trương dương đứng dậy nói anh yên tâm đi tôi lập tức có thể tìm ra chứng cứ nhưng nếu như tôi tìm ra chứng cứ anh chuẩn bị làm thế nào Tôn Đông Cường cũng bị hắn khích cho máu nóng sộc lên đầu, anh chỉ cần tìm được chứng cứ xác thực, tôi sẽ ra mặt xử lý. Trương Dương không khỏi nở một nụ cười giảo hoạt, là anh nói đấy nhé. Tôn Đông Cường nhìn thấy nụ cười xấu xa ở trên mặt thằng ôn này, lập tức hiểu rằng mình bị trúng bẫy của hắn rồi. Nhìn tình hình thằng ôn này là muốn ra tay làm lớn một trận, nếu như chuyện ầm ý lên, thế tất sẽ chạm tới lợi ích của một bộ phận người ở phong trách, dụng ý của những lời vừa rồi mà Trương Dương nói chính là bức gã phải tỏ thái độ, đây là lừa gạt chính trị. Trong chuyện này, Trương Dương đã chói gã lên cùng một con thuyền. Sau khi Trương Dương đi, Tôn Đông Cường càng nghĩ càng thấy lo, gã cầm điện thoại lên gọi cho bố vợ Triệu Dương Lâm. Triệu Dương Lâm không chỉ là bố vợ của gã mà còn là thầy giáo trên sĩ đồ của gã. Tôn Đông Cường bẩm báo lại chuyện này từ đầu đến cuối cho Triệu Dương Lâm, gã muốn tìm sự chỉ điểm từ chỗ bố vợ. Triệu Dương Lâm trầm ngâm một lát, nói một câu, Đông Cường, con là thị trưởng phong trạch, phàm là chuyện hắn làm đúng thì con nhất định phải ủng hộ, phàm là chuyện hắn làm sai thì con cũng phải ủng hộ, chính trị là một chuyện, tỏ thái độ lại là một chuyện khác, chỉ cần nắm chắc lực độ, biết lúc nào nên đứng ra là được. Khưu Kim Trụ không ngờ Phó Thị trưởng Trương lại chủ động mời mình đi ăn cơm, gã khó có thể hình dung được sự kích động ở trong lòng, sau hai lần giao phong với Trương Dương, gã đã sản sinh ra sự sợ hãi khó mà nói ra được thành lợi với vị phó thị trưởng tân nhiệm này gã vốn không biết mình về sau nên đối mặt với trương dương như thế nào nhưng hôm nay gã đã hiểu được ít nhiều trên người mình còn có chỗ để lợi dụng đây chính là nguyên nhân căn bản mà trương dương vì sao lại không đánh gã tới cùng con người ta một khi biết được giá trị của bản thân trong lòng cũng vững tâm hơn nhiều khưu kim trụ tuy liên tục rơi vào thế hạ phong trước trương dương nhưng gã hôm nay ở phong trạch nhất trung nhìn thấy biểu hiện của trương đại quan nhân người ở phong trạch có thể cường thế hơn trương đại quan nhân không nhiều, mình bại dưới tay người này cũng không tính là mất mặt. Khưu Kim cũng có chút khôn vật, gã vốn cho rằng bị Trương Dương bước tới tuyệt cảnh, nhưng trước mắt lại hiện ra một đường sinh cơ, gã hiểu rằng mình phải làm thế nào mới tốt. Tôi hôm đó là cục tưởng cục vệ sinh Phùng Xuân sinh mời khách, nơi mà y mời khách là Đại Hương Cảng, rất nhiều tử lâu của phong trạch lấy địa danh làm tên, ví dụ như Đại Hương Cảng, Kim Đà Bắc, Nam Áo Môn, Đại Thượng Hải, Đại Hương Cảng là một nơi nổi danh nhất trong những nơi đó, lấy kinh doanh món ăn Quảng Đông làm chủ, Phùng Xuân Sinh lần này mời khách đi cùng với viện trưởng bệnh viện Nhân dân Phong Trạch Trường Lương Phương, hai người học là bạn đại học, còn có một trọng điểm là hai người phụ trách thanh toán, phía Trương Dương thì dẫn theo bí thư tiểu phó, đại đội trưởng hình cảnh Khưu Kim Trụ. Phùng Xuân Sinh mặt mày tươi cười đón họ vào, sau khi mấy người ngồi xuống, Phùng Xuân Sinh bảo nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, bọn họ giới thiệu nhau. Trương Dương chưa từng gặp Lương Phương, Lương Phương chủ động thân cận với Trương Dương, y và viện trưởng bệnh viên nhân dân số 1 Giang Thành tạo ủng quân là bạn học. Trương Dương cười nói, thành phố Giang Thành này đúng là rất nhỏ, đi một vòng, lãnh đạo hệ thống y tế toàn là bạn học cả. Phùng Xuân sinh xấu hổ cười nói, đám người bọn tôi đều sắp 50 rồi, lăn lộn nhiều năm như vậy cũng tích lũy được kinh nghiệm nhất định, cho nên làm lãnh đạo cũng nhiều một chút. Y cũng là nói thực, y có lùi xuống thì những người trẻ cũng chưa theo được, bọn họ chủ chính cũng là chuyện hết sức bình thường trương dương cố ý nói bệnh của mẹ bí thư thẩm thế nào rồi có nặng không phùng xuân sinh không ngờ trương dương vừa tới đã vạch rõ khuyết điểm của mình khuôn mặt già nua không khỏi đỏ lên y sở dĩ mời trương dương tới ăn một bữa là muốn ở trước mặt trương dương nói xin lỗi ngày đó trương dương dùng một chiêu đó hại y đến thảm y ở trước mặt nhiều người nói ra rằng thẩm khánh hoa quan trọng hay là trương dương quan trọng rõ ràng là khinh thường vị phó thị trưởng mới tới này lương phương đã nghe nói chuyện này y và phùng xuân sinh có mấy chục năm giao tình đương nhiên là không nhẫn tâm nhìn bạn học bị khốn quẫn liền cười cười giải vây cho phùng xuân sinh bệnh tình của lão thái thái không nặng chỉ bị viêm khí quản trải qua trị liệu giờ đã đỡ rồi bí thư trầm không muốn chuyện này truyền ra ngoài cho nên nghiêm lệnh cấm người khác tới thăm trong nửa tháng bà ấy nằm viện tôi cũng chỉ tới có một lần phùng xuân sinh nhân cơ hội nói đúng vậy tôi lần trước cũng không nhìn thấy trương dương cười cười thăm hỏi thân quyến của lãnh đạo, cái này cũng là chuyện thường tình của con người, có thể lý giải được. Lương Phương cũng là một người có tầm mắt, thức ăn vừa lên, y vội vàng rót rượu, nói tôi nghe nói thị trưởng Trương lúc ban đầu cũng học y. Trương Dương đối với quá khứ của mình cũng không che giấu gì cả, hắn hờ hững nói, tôi tốt nghiệp vệ giáo Giang Thành. Phùng Xuân Sinh và Lương Phương đều cười nói, đúng là tuổi trẻ có ai. Trong lòng thì đều không phục, một tên tốt nghiệp vệ giáo sao lại lên thành phó thị trưởng ông trời có tám phần là đuôi mắt rồi. Bất kể là trong lòng họ nghĩ gì, nhưng trên mặt lại không thể lộ ra một chút vẻ bất kính nào. Trương Dương nói, tôi không thạo quản lý bệnh viện, lúc trước chỉ viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở Xuân Dương làm bí thư có mấy ngày, người khác đều coi tôi là người ngoài ngành. Lương Phương cười nói, kỳ thực quản lý đều giống nhau cả ấy mà, làm lãnh đạo bệnh viện chưa chắc đã phải tinh thông y thuật. Tương tự, một vị bác sĩ y thuật tinh thần cũng chưa chắc có thể làm được một lãnh đạo bệnh viện tốt. Trương Dương hỏi lại, vậy viện trưởng Lương rốt cuộc là y thuật tinh thâm hay là quản lý xuất chúng? Lương Phương cười xấu hổ, không ngờ một câu nói trong lúc vô ý của mình lại mang tới rắc rối. Phùng Xuân Sinh nói, viện trưởng Lương cả hai món đều lợi hại, trên y học ông ấy là chuyên gia khoa hô hấp, trong quản lý, ông ấy đưa bệnh viện nhân dân phong trạch trở thành nổi bật, ở bên trong tất cả bệnh viên đa khoa giang thành, Tổng thu nhập năm ngoái xếp hạng 4, trừ bệnh viên nhân dân Giang Thành số 1, bệnh viên Giang Thành số 2 và bệnh viện quân phân khu Giang Thành ra thì đến bệnh viện nhân dân Phong Trạch chúng tôi. Thu nhập quý một năm so với năm ngoái còn tăng lên không ít, cứ tiếp tục như vậy. Năm nay có hy vọng xếp thứ 3 trong hệ thống y tế Giang Thành rồi. Phùng Xuân sinh không những tầng bốc nghiệp tích của Lương Phương mà đồng thời còn tự rát vàng lên mặt mình. Trương Dương đương nhiên có thể nghe ra, hắn cười nói tốt quá. Nhưng trình độ y tế của một bệnh viện tuy không thể dùng thu nhập bao nhiêu để đánh giá, nhưng đây dẫu sao cũng là một tiêu chuẩn quan trọng, chỉ có thu nhập nhiều mới có thể mua được nhiều thiết bị y tế tiên tiến, mới có thể nâng cao thu nhập của công nhân viên, thu thập cao rồi thì mới có thể hấp dẫn nhiều nhân tài y tế gia nhập. Lương Phương nói, thị trường trương, bệnh viện tuy tổng thu nhập rất nhiều, nhưng lương của nhân viên lại không cao. Trương Dương nói, đừng nói với tôi rằng các ông cũng nợ lương nhé hắn hôm nay bị chuyện thiếu tiền lương của phong trạch nhất trung khiến cho to cả đầu nhưng không ngờ hệ thống y tế cũng xuất hiện sự tình tương tự lương phương cười nói không đến nỗi như vậy chúng tôi chưa từng nợ lương của nhân viên y tế bao giờ phùng xuân sinh nói mấy bệnh viện của thị lý thì còn đỡ nhưng tình huống bệnh viên của cơ sở xã trấn thì không được lạc quan thị lý ở phương diện tài chính chi ra không nhiều trương dương sợ phùng xuân sinh lại nhân cơ hội xin tiền vội vàng chuyện đề tài, tôi nói này cục trưởng Phùng, chúng ta hay là đừng bàn tới vấn đề này nữa, chuyện công việc thì để thời gian làm việc hãng bàn, tối nay chúng ta chỉ nói chuyện tình cảm, không nhắc tới công tác. Câu nói này của Trương Dương lập tức được mọi người hưởng ứng. Phó trường Trinh Thân là thư ký, biểu hiện rất thận trọng, Khưu kim trụ biểu hiện cũng tương tự, gã tới hiện tại vẫn chưa mò rõ được lộ số của Trương Dương, gã sợ Trương Dương, sợ không cẩn thận lại đắc tội với vị phó thị trường tân nhiệm này. Phùng Xuân sinh tối nay mời Trương Dương ăn cơm, mục đích là làm hòa hoãn quan hệ với hắn. Từ biểu hiện của Trương Dương cho thấy, người ta chắc là không để tâm tới những lời nói trước kia của mình, trong lòng Phùng Xuân sinh cũng thoải mái hơn. Trương Dương đối với hình thức mời tiệc này khống chế rất tốt, đây không chỉ là thể hiện trên tử lược, mà cũng thể hiện trên thời gian, ăn hơn một tiếng, còn chưa tới 8 giờ, hắn đã đề nghị kết thúc, lợi ích lớn nhất của làm lãnh đạo là nắm chắc được quyền lên tiếng, Trương Dương nói gì, người khác rất ít khi phản đối rời khỏi đại hương cảng trương dương bảo phó trường trinh đi trước hắn thì lên xe cảnh sát của khưu kim trụ khưu kim trụ cung kính nói thị trưởng trương ngài đi đâu trương dương nghĩ một lát nói đưa tôi tới khách sạn bạch lộ đi ngủ ở phía viện gia thuộc thị ủy không được ngon khưu kim trụ khởi động xe trương dương hỏi chuyện của trần đại lực sao rồi gã vô duyên vô cớ giam phó trường trinh có nói rõ nguyên nhân không Khưu Kim Trụ nói, cục lý đã quyết định tạm thời đình chức của Trần Đại Lực, lần này sự kiện phong trạch nhất trung bãi thì bãi khóa có liên quan rất lớn tới gã, nếu như không phải là gã bắt Phùng Thiên Du, mâu thuẫn cũng sẽ không kích hóa tới mức này. Trương Dương gật đầu, tôi vừa tới phong trạch, rất nhiều chuyện còn chưa nắm rõ, anh ở phong trạch làm nhiều năm như vậy, nhìn vấn đề chắc rõ ràng hơn tôi. Khưu Kim Trụ lập tức minh bạch, thị trưởng Trương là muốn lôi kéo mình, gã cười nói, chuyện của hệ thống công an đúng là tôi rõ nhất chuyện của hệ thống giáo dục thì tôi chỉ nghe tin vỉa hè thôi. Trương Dương nói, nghe tin vỉa hè cũng được, có câu không có lửa thì sao có khói, anh nói tôi nghe thử đi, tôi muốn từ đó hiểu biết một số tình huống. Khưu Kim Trụ cũng sáng khoái, thị trường Trương muốn nghe thì tôi đương nhiên sẽ nói cho ngài nghe rồi, thế này đi, tôi mời ngài đi ăn cơm nhé. Trương Dương không khỏi cười nói, còn ăn nữa à, cơm mà vừa rồi Phùng Xuân sinh mời còn chưa kịp tiêu hóa. Khưu Kim Trụ nói, tôi nghe nói tử lượng của thị trưởng Trương rất cao, tối nay thấy ngài không uống rượu, tôi mời ngài đi uống chút rượu. Gã là thật lòng muốn vỗ mông ngựa Trương Dương, so với nơm nớp lo sợ đứng ở phía đối lập với Trương Dương, chẳng thà ngoan ngoãn nghe lời, làm con tốt của phó thị trưởng Trương Dương. Khưu Kim Trụ từ tối qua tới hôm nay, sau khi trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng cũng nghĩ thông đạo lý này. Đối với Khưu Kim Trụ mà nói, đây là một quyết định trọng đại cũng chính là một lần chuyển biến tư tưởng quan trọng. Trương Dương nói, thế này đi, chúng tới khách sạn Bạch Lộ uống. Khưu Kim Trụ cười nói, được. Rất khéo, tối hôm đó quản lý trực bản của khách sạn Bạch Lộ là Lữ Yến, vốn không phải là cô ta trực ban, nhưng bởi vì quản lý trực tối hôm đó có việc nên lâm thời đổi với cô ta. Lữ Hiến khi thấy Trương Dương và Khưu Kim Trụ sánh vai bước vào, trong lòng thực sự có thể dùng hai từ chấn kinh để hình dung. Tối hôm đó, Tình cảnh Trương Dương trừng trị khưu kim trụ cô ta cũng tận mắt nhìn thấy, mới qua chưa được bao lâu, không hai người không ngờ lại đàm tiếu phong sinh sánh vai bước đi, chẳng lẽ thật sự có chuyện không đánh thì không quen nhau ư? Lữ Hiến tuy trong lòng nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn tươi cười ninh đón, thị trưởng Trương, đại đội trưởng khưu, các anh tới đây à? Nói thực, khưu kim trụ ở sâu trong lòng có chút xấu hổ, dẫu sao tình cảnh gã hôm đó bị Trương Dương đánh cho một trận bị Lữ Hiến nhìn thấy hết rồi, tuy Lữ Hiến rất tinh minh, nhưng trong lòng Khưu Kim Trụ vẫn lo cô ta tiết lộ việc này ra ngoài. Trương Dương cười nói, cảm thấy ở chỗ các cô thoải mái hơn, cho nên định thuê phòng trường kỳ. Lữ Yến cười nói, hoan nghênh ghé thăm, vinh hạnh chào đón. Cô ta lúc này cầm chìa khó phòng khách quý ở quần đón khách lên, tự mình dẫn Trương Dương tới phòng, gian phòng này đại khái có khoảng 60 mét vuông, có phòng ngủ, còn có cả khu tiếp khách và làm việc nữa. Lữ Yến giới thiệu, đây là căn phòng tốt nhất của khách sạn, hoàn cảnh yêu nhã vị trí khá hẻo lánh rất yên tĩnh nghe thấy câu này mặt khưu kim trụ nóng lên kỳ thực câu này của lữ yến cũng là vô tâm thôi trương dương tỏ ý rất hài lòng với căn phòng này hắn nói với lữ yến một ngày bao nhiêu tiền lữ yến nói thị trưởng trương đừng nghĩ tới phương diện này làm gì trương dương nghiêm mặt nói chuyện công là chuyện công tôi không thể ở không như vậy được lữ yến nói hay là ký sổ trước đi cuối tháng thanh toán một lần Trương Dương gật đầu. Khưu Kim Trụ kéo Lưu Yến sang một bên, bảo cô ta đi chuẩn bị thức ăn. Lưu Yến nói, tới nhà ăn đi, tôi bảo đầu bếp làm cho hai người mấy món ngon. Trương Dương lại nói, tôi thấy ở đây được rồi. Hắn chỉ vào cái bàn nhỏ ở phòng khách, nói, làm hai món ăn, chúng tôi ăn ở đây. Lữ Yến gật đầu, ra khỏi cửa đi chuẩn bị. Khưu Kim Trụ từ quay về xe lấy từ trong cốc ra một thùng thanh giang đặc cung, Gần đây sinh ý của nhà máy rượu Giang Thành không tồi, Thanh Giang Đặc Cung trên cơ bản đã chiếm lĩnh được thị trường rượu của khu vực Giang Thành. Quay lại phòng, nhìn thấy Trương Dương đang xem tin tức phong trạch, Trương đại quan nhân trước đây không thích xem tin tức, nhưng hắn phát hiện Đỗ Thiên Giả, Tống Hoài Minh, Cố Doãn Chi, thậm chí là phó thủ tướng Văn Quốc Quyền cũng đều thích xem tin tức, thế là cho rằng xem tin tức là một cách quan trọng để nghe ngóng đại thế của thời cục, trước đây mình không chú ý, nhưng hiện tại thì lạ khác mình đã là phó thị trưởng rồi, phải quan chú tới đại cục thời chính của quốc gia chứ. Nhân vật chính trong tin tức của Phong Trạch vẫn là bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa, Trương đại quan nhân vốn hy vọng có thể nhìn thấy tin tức của Phong Trạch Nhất Trung, nhưng xem xong tin tức, căn bản không nhắc tới chuyện bãi khóa của Phong Trạch Nhất Trung, xem ra công tác tuyên truyền của Phong Trạch làm rất tốt, những tin tức bất lợi cho xã hội an định căn bản không được phát. Khưu Kim Trụ đặt thùng rượu ở góc tường. Trương Dương cười nói, Thanh Giang đặc cung à, anh cũng uống loại rượu này ư? Khưu Kim Trụ nói, hiện tại khu vực Giang Thành đều uống rượu này, nhà máy rượu Giang Thành 2 năm nay làm công tác tuyên truyền rất tốt, rượu vẫn là vị trước đây, có điều trình độ đóng gói lên rồi, quảng cáo thì phô thiên cái địa, lượng tiêu thụ cũng tăng vọt. Trương Dương nói, rượu cũng ổn, của anh là 45 độ, miệng cảm thấy hơi nhạt một chút, hôm nào tôi bảo Lưu Kim Thành mang chút trần nhưỡng cho anh thử. Khưu Kim Trụ được yêu quá mà sợ gật gật đầu. Lữ Yến dẫn mấy nhân viên phục vụ mang bốn món thức ăn tới trên xe đẩy đặt thức ăn bên dưới còn chở một thùng mao đài. Trương Dương cười nói có cần long trọng vậy không? Lữ Yến bảo không long trọng đâu hôm nay là tôi mời khách tôi tẩy trần cho ngài bình thường tôi lấy đâu ra loại cơ hội này. Trương Dương cười cười Khưu Kim trụ đi tới kéo thùng mao đài xuống Trương Dương cũng không khách khí gọi Lữ Yến và Khưu Kim trụ ngồi xuống Khưu Kim trụ mở một bình mao đài. Lữ Yến mỉm cười đoạt lấy bình rượu, đội trưởng Khưu, đây không phải là chức nghiệp của anh, tôi tới rót rượu, anh uống cùng với thị trưởng Trương là được rồi. Trương Dương nâng chén lên, nói cảm ơn sự khoản đài thịnh tình của quản lý Lữ, vẫn là người của mình ngồi uống là thoải mái nhất, không sợ người bên ngoài nói linh tinh. Khưu Kim Trụ và Lữ Yến cùng Trương Dương uống chén này, hai người trong lòng đều vì câu nói này của Trương Dương mà thấy trong lòng ấm áp, đặc biệt là Khưu Kim Trụ, gã cảm thấy chuyện trên thế giới này đúng là không thể lường trước được. Hôm qua gã còn đứng ở thế đối lập với Trương Dương, hôm nay trong lòng nghĩ rõ lập trường, vừa đứng ở bên cạnh Trương Dương, cảm thấy vận mệnh của mình cũng không phải là bi thảm, con người đúng là loại động vật kỳ quái. Trương Dương cười nói với Lữ Yến, không giấu gì cô, thị lý có phân cho tôi một căn hộ, nhưng điều kiện thực sự là quá gian khổ, mà con người tôi thì lại không chịu được khổ, cho nên thà tự mình bỏ tiền cải thiện điều kiện sống. Lữ Yến bật cười, cô ta biết rõ về điều kiện sống của viện gia thuộc thị ủy, bí thư trầm yêu cầu rất nghiêm, cả ngày treo từ gian khổ ở bên miệng, cho nên cán bộ các huyện thị gian thành không có đâu khổ hơn phong trạch. Trương Dương nói, lúc ban đầu tôi cũng cảm thấy vậy, có điều hiện tại mới thấy, cán bộ của phong trạch cũng không phải là khổ cực vậy đâu. Thích ăn thịt thì ăn thịt, thích uống rượu thì uống rượu, chẳng qua là trốn ở chỗ mà bí thư trầm không nhìn thấy thôi. Câu nói này khiến cho hai người đều vui, Khưu Kim Trụ nói, làm cán bộ ở phong trạch phải nhún nhường. Trương Dương cười xấu, nói, nhún nhường ư, sao tôi không phát hiện ra nhỉ? Trương 367, thế nào là công bằng? Trương Đại Quan Nhân đây là cảm xúc bột phát, Khưu Kim Trụ khẳng định không tính là nhún nhường, thằng ôn này dám mang người tình tới khách sạn Bạch Lộ thuê phòng, hơn nữa còn làm kinh thiên động địa, cái này tất nhiên không tính là nhún nhường. Khưu Kim Trụ biết hắn vì sao lại nói vậy, có chút xấu hổ cúi đầu xuống, giả bộ chăm chú phẩm tử trương dương cũng không tiếp tục đi sâu vào đề tài này hắn nhấp một ngụm rượu nói chuyện hôm nay của phong trạch nhất trung có ảnh hưởng rất xấu lữ Hiên ở bên cạnh nói phong trạch nhất trung nợ lương cũng không phải là lần đầu tiên dì ba của tôi dạy ở phong trạch nhất trung lúc trước còn đỡ từ sau khi xây khu nhà dạy học tiền lương cơ hồ là không được phát xuống đúng hẹn bao giờ trương dương nói cái khu nhà dạy học đó xây cũng rất đẹp nhưng đây chỉ là biểu hiện bên ngoài tôi hôm nay tới nhà ông thầy giáo Phùng Thiên Du bị bắt, cả nhà năm người phải sống chen chúc trong một căn phòng 26 mét vuông, rất là khó khăn. Lữ Yến nói, lúc phòng trạch nhất chung chia nhà, nhân viên giáo viên làm rất ẩm ý, tổng cộng có mấy căn hộ, làm sao mà chia cho nhiều người như vậy được, khẳng định tồn tại vấn đề phân phối không công bằng. Khưu Kim Trụ nói, đúng, lúc đó có hơn 10 giáo viên chạy tới chính phủ thành phố liên hợp tố cáo lên trên, vẫn là tôi khuyên họ về. Trương Dương nói, nếu như các người nhìn thấy tình hình nhà cửa của hiệu trưởng Mạnh Tông Quý, rồi lại tới nhà của Phùng Thiên Du, khẳng định sẽ hiểu vì sao những giáo viên này lại cáo trạng. Lữ Hiên đứng dậy đi lấy thức ăn. Trương Dương nói, Mạnh Tông Quý có bối cảnh gì? Khưu Kim Trụ hơi ngây ra, gã do dự một lát rồi mới nói, y và bí thư thẩm có quan hệ không tôi, mẹ của bí thư thẩm là mẹ nuôi của y. Lần này thì tới lượt Trương Dương ngây người, hắn không ngờ ảnh hưởng của thẩm khánh hoa ở phong trạch lại lớn đến vậy, quan hệ lại rộng đến vậy, mình tới chưa được mấy ngày, vậy mà những người phụ trách của mấy bộ môn mà mình vừa tiếp xúc đều có quan hệ với y, cục trưởng cục tài chính Ngô Kiến Tân là em rể của y, cục trưởng cục công an Triệu Quốc Đống là em vợ của y, hiệu trưởng mạnh tông quý của phong trạch nhất chung là em trai nuôi của y. Vị bí thư thị ủy này đúng là tiến cử người hiền không ngại người thân. Trương Dương nhìn Khưu Kim Trụ, Thầm nghĩ Khưu Kim Trụ này chắc không phải là cũng có quan hệ với Thẩm Khánh Hoa chứ? Khưu Kim Trụ và Thẩm Khánh Hoa không có quan hệ gì, có điều hắn và Triệu Quốc Đống từng là bạn học. Khưu Kim Trụ từ trong ánh mắt của Trương Dương ý thức được gì đó, gã giải thích, tôi và Triệu Quốc Đống là bạn tiểu học, kỳ thực tôi vào cảnh sát còn sớm hơn hắn, lúc ở đồn công an, tôi là thượng cấp của hắn. Trương Dương có chút hứng thú nói, hiện tại hắn là cục trưởng còn anh là đại đội trưởng. Khưu Kim Trụ gật đầu, trước đây cha tôi là đồn trưởng đồn công an lương trại, tôi là con cháu cảnh sát, cho nên lúc ban đầu thăng tiến nhanh hơn hắn, nhưng cơ sở của hắn thì lại vững hơn tôi. Cơ sở mà Khưu Kim Trụ chỉ tất nhiên chính là anh rể của Triệu Quốc Đống là bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa. Trương Dương nói, trong chiều có người làm quan, từ cổ trí kim đều là đạo lý này, có lẽ năng lực của anh mạnh hơn hắn, nhưng anh không có bối cảnh, anh chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh bị lãnh đạo thôi. Câu này nói đúng chỗ đau của Khưu Kim Trụ, vụ án giết người liên hoàn 5 năm trước kỳ thực là do gã phá, nhưng sau cùng công lao lại bị Triệu Quốc Đông cướp đi. Triệu Quốc Đông bắt đầu từ lúc đó cũng một đường thăng thiên, cho tới vị trí hiện tại, mà gã thì chỉ có thể đành ở bên dưới người ta, nếu như phần công lao lúc đó được ghi cho mình, có lẽ vị trí của gã và Triệu Quốc Đông sẽ thay đổi cho nhau. Đây cũng là nguyên nhân mà Khưu Kim Trụ ở trong lòng một mực không phục Triệu Quốc Đông, trên nghiệp vụ trên năng lực gã cho rằng mình xuất sắc hơn triệu quốc đông, nhưng ở cái đất phong trạch này, bất kể là gã có nỗ lực như thế nào, giành được thành tích như thế nào, người được ghi công vẫn là triệu quốc đống, gã chỉ có thể làm vật nền, khưu kim trụ bởi vì sự thực này mà biến thành cam chịu, không có ý chí tiến thủ. Trương Dương không biết bí mật này của khưu kim trụ, sự chú ý của hắn hiện tại đều tập trung lên hệ thống giáo dục, bỏ qua sự kiện bãi khóa hôm nay không nhắc tới, Trương Dương nhìn thấy hai sự thực, một là điều kiện gia đình khác biệt một trời một vực giữa phùng thiên du và hiệu trưởng mạnh tông quý hai là cục giao dục có không ít lãnh đạo có căn hộ trong ký túc xá dành cho nhân viên giáo viên của phong trạch nhất trung chuyện này đủ để chứng minh trong hệ thống giáo dục của phong trạch tồn tại vấn đề rất lớn trương dương đã quyết định làm rõ chuyện này phải giải quyết vấn đề bãi khóa của phong trạch nhất trung từ căn bản trương dương hạ giọng kể lại hai vấn đề mà mình phát hiện lại cho khưu kim trụ Khưu Kim trụ nói, Mạnh Tông Quý là chiến sĩ thi đua của tỉnh, là một trong những nhân vật đại biểu của Giang Thành. Anh nếu muốn xử lý y, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền phức không cần thiết, con người của Lưu Cường tôi hiểu, nhưng y có lão bà lợi hại, lão bà của gã là Triệu Kim Phân, bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh của thành phố chúng ta. Triệu Kim Phân và Triệu Quốc Đống có quan hệ chị em họ xa. Trương Dương trợn tròn mắt, ta ích, không thể nào chứ, phong trạch này gần thành nhà riêng của Thẩm Khánh Hoa rồi mấy người phụ trách của các bộ môn quan trọng đều là người nhà của y. Cái này ở những là ở Giang Thành ít thấy, cho dù là ở Bình Hải, ở toàn Trung Quốc cũng ít thấy kết cấu chính trị như vậy. Khưu Kim Trụ nói thị trưởng trương, xem ra anh thật sự không hiểu nhiều về tình huống của phong trạch rồi. Phong trạch chúng tôi chỉ có một người tiếng nói quyết định, đó chính là bí thư thẩm, y ở phong trạch chủ chính nhiều năm như vậy, các khu, các xã trấn của phong trạch, cơ hồ tất cả đều phải thông qua tay y mới có thể được đề bạt, có thể nói cán bộ cơ tầng phong trạch có quá nửa là môn SNS của bí thư thẩm trương dương chạm cốc với khưu kim trụ khưu kim trụ nói có điều ngài đừng hoài nghi vấn đề kinh tế của bí thư thẩm danh tiếng của bí thư thẩm ở phong trạch rất tốt người dân đều cho rằng y là thanh quan số một của phong trạch từ trước tới giờ mỗi năm y đều từ tiền trợ cấp của mình lấy ra một phần để quyên cho viện phúc lợi phong trạch tới hiện tại cả nhà ông ta vẫn sống trong căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách ở viện gia thuộc thị ủy năm ngoái lúc cha bí thư thẩm qua đời người tới tặng lễ xếp thành hàng dài. Bí thư thẩm ở trước mặt tất cả mọi người trả lại tiền phúng, lại công bố danh sách ngay tại đương trường, dạng quan viên này thật sự là hiếu thấy. Trương Dương nói, đúng là hiếm thấy, cứ như là thánh nhân vậy. Khưu Kim Trụ nghe ra ý vị chế diễu trong câu nói của hắn, liền cười theo thị trưởng Trương, anh đã tin tôi như vậy thì nói chuyện này cho tôi nghe đi, tôi cho anh một kiến nghị, chuyện mà anh tra ra được, trước tiên hồi báo cho bí thư thẩm, xem xem y nói sao. Trương Dương gật đầu, lời này của Khưu Kim Trụ không phải là không có đạo lý. Ở trong lòng hắn đã hình thành một dấu hỏi rất lớn đối với bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa, bất kể là sự bất mãn cực lớn lúc ban đầu lương diễm để lộ với Thẩm Khánh Hoa, hay là Thẩm Khánh Hoa ở trong chính phủ thị ủy ra vẻ chủ nghĩ nghĩa hình thức thanh liêm, hay là vấp đề nổi lên trong hệ thống giáo dục hiện tại, hắn luôn cảm thấy con người của Thẩm Khánh Hoa rất phức tạp, thậm chí chưa chắc đã thanh liêm như biểu hiện của y. Lưu Yến dẫn nhân viên phục vụ vào, lần này mang tới 6 món nóng, Trương Dương không khỏi cười nói, tôi bảo này quản lý lữ, bảo cô cứ tùy tiện gọi mấy món thôi, sao cô lại làm long trọng đến vậy? Lữ Yến cười nói, đã bảo là hôm nay tôi mời khách rồi mà, nếu thức ăn mà ít thì các anh lại bảo tôi nhỏ nhen. Trương Dương cười nói, mau ngồi xuống uống rượu đi, chúng ta say một trận nào. Thông qua cuộc nói chuyện tối hôm đó, Trương Dương đã hiểu sâu không ít về phong trạch, ngày hôm sau, hắn án chiếu theo kiến nghị của Khưu Kim Trụ, tới văn phòng của bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa, hồi báo lại tình huống mà mình nhìn thấy ở phong trạch nhất chung cho Thẩm Khánh Hoa, Trương Đại Quan Nhân đã chuẩn bị rất đầy đủ, trước khi hắn đến gặp Thẩm Khánh Hoa, đặc biệt mang theo bản photo chứng minh bất động sản của bảy vị lãnh đạo cục giáo dục. Thẩm Khánh Hoa cầm bản chứng minh bất động sản mà Trương Dương đưa, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngẩng đầu lên nhìn Trương Dương. Phát hiện Trương Dương vẫn đứng đó, liền nói khẽ ngồi đi. Trương Dương kéo ghế ngồi xuống, tình huống hôm nay của phong trạch nhất chung sao rồi. Hôm nay trường học đã khôi phục lại trật tự, các học sinh đều thi giữa kỳ, không tiếp tục gây chuyện này. Thẩm Khánh Hoa gật đầu, người khởi xướng chuyện này là ai? Trương Dương thế là liền kể lại vì sao chuyện này xảy ra từ đầu đến cuối, sau cùng đưa ra lời tổng kết, mạnh tông quý thân là hiệu trưởng, không làm tốt trách nhiệm của một người quản lý, thiếu lương của nhân viên giáo viên, sau khi sản sinh mâu thuẫn với giáo viên, không đi hòa giải mâu thuẫn, ngược lại còn báo cánh sát, bảo đồn công ta gia nhập, khiến cho mâu thuẫn càng kích hóa, từ đó mới dẫn tới toàn bộ giáo viên bãi khóa. Tôi cho rằng Mạnh Tông Quý nên chịu trách nhiệm, đồn trưởng đồn công an khu vực Trần Đại Lực trong quá trình xử lý chuyện này rõ ràng có tồn tại hành vi. Thiên vị và trái với nguyên tắc, tôi đã yêu cầu cơ quan công an xử lý nghiêm túc vấn đề vi phạm kỷ luật của anh ta. Thẩm Khánh Hoa hơi ngửa ra sau theo thói quen, cái ghế ở phía dưới phát ra tiếng cót két rất khó chịu. Trương Dương nói: "Bí thư Thẩm, tối qua tôi tới nhà của Phùng Thiên Du, một nhà năm người của ông ta phải ở trong một căn hộ có 26 mét vuông, có lẽ rất nhiều nói là ông ta không phù hợp điều kiện được chia nhà, nhưng có một sự thực, bảy vị cán bộ lãnh đạo của cục giáo dục ở phong trạch nhất trung đều được phân nhà, tôi muốn hỏi, những người này rốt cuộc là có tư cách gì mà được chia nhà phúc lợi của phong trạch nhất trung?" Thẩm Khánh Hoa nói: "Tiểu Trương, vấn đề mà cậu đề xuất rất sắc bén, rất tốt. Chuyện này phải tra cho rõ." nếu như bên trong tồn tại hành vi trái phép, nhất định phải xử lý nghiêm túc, tuyệt không bao che. Trương Dương chính là đợi câu nói này của Thẩm Khánh Hoa, hắn rất cẩn thận hỏi, bí thư thẩm, tôi có phải là tiếp tục tra thêm không? Thẩm Khánh Hoa nói, đương nhiên là phải tiếp tục tra rồi. Không tra rõ chuyện này, lại sao khiến các giáo viên của phong trạch nhất trung tâm phục được? Chúng ta là một xã hội công bằng, quyết không cho phép bất kỳ việc bất hợp pháp, làm trái kỳ cương nào tồn tại, nếu không thì các lão bách tính sẽ nhìn chúng ta như thế nào. Những lời này của Thẩm Khánh Hoa chẳng khác nào cho Trương Dương ăn định tâm hoàn, hắn cầm tài liệu chứng minh bất động sản lên, nói, bí thư thẩm, tôi đi tìm người có trách nhiệm tương quan để hỏi cho rõ đây. Từ sau khi Trương Dương tới nhà mạnh tông quý để khảo sát hiện tường, Lưu Cường đã đoán trước rằng hắn sẽ gây khó dễ ở trên chuyện ký túc xá nhân viên giáo viên phong trạch nhất chung, chuyện mấy vị lãnh đạo của Cục Giao dục được phân nhà ở phong trạch nhất chung nhất định sẽ bị tra ra. Quả nhiên, ngày hôm sau Trương Dương liền gọi y tới, muốn đặt chuyện này lên bàn. Thái độ của Trương Dương vẫn tính là hòa ái, trước khi chưa làm rõ chân tướng của vấn đề, hắn vẫn là dùng tiêu chuẩn của một đồng chí đối đãi với Lưu Cường, lão Lưu, anh có thể giải thích một chút không? Vì sao bảy đồng chí của Cục Giáo dục các anh lại được phân nhà trong ký túc xá nhân viên giáo viên của phong trạch nhất chung? Lưu Cường nói, thị trường Trương, chuyện này rất đơn giản, phong trạch nhất chung chỉ dựa vào trường của bọn họ không thôi thì không thể nào xây được tòa nhà dạy học và ký túc xá. Ngân sách mà thị lý phát cho cũng không đủ, tiền mặt của bọn họ không đủ, cho nên cục giáo dục của chúng tôi mới ứng ra một khoản tiền công trình, để hồi báo, bọn họ cấp cho chúng tôi 7 căn hộ. Còn 7 căn hộ này vì sao lại phân cho 7 người này, là kết quả mà mọi người đánh giá tập thể. Biểu hiện của Lưu Cường rất chấn định, không cho rằng mình có bất kỳ chỗ nào vượt quá quy định. Trương Dương nói, Lão Lưu, anh là cục trưởng cục giáo dục, hệ thống giáo dục xảy ra chuyện lớn như vậy, anh cho rằng nên làm thế nào đây? Trương Dương ý thức được Lưu Cường khẳng định đã có chuẩn bị, cho dù là bọn họ đoạt được 7 căn hộ đó một cách không hợp lý, nhưng lại không có chỗ nào phạm pháp, nếu như chuyện cục giáo dục ứng tiền là thật, vậy thì bọn họ được phây mấy căn cũng là hết sức bình thường. Lưu Cường nói, thị trường Trương, hệ thống giáo dục xảy ra chuyện lớn như vậy, thân là cục trưởng cục giáo dục tôi đúng là khó mà tránh được trách nhiệm, Trước mắt tôi đang phối hợp cùng với phía cục tài chính, hy vọng có thể nhận được một khoản ngân sách trước tiên phát lương còn thiếu cho các giáo viên, sau khi ổn định tình tự của họ thì mới giải quyết từng vấn đề một. Trương Dương nhìn Lưu Cường, thằng cha này cũng là một con cáo giàu hoạt, Trương Dương đột nhiên hỏi, cục giáo dục các anh ứng bao nhiêu tiền? Lưu Cường ngây ra một lát rồi mới nói, 20 vạn. Trương Dương nói, bảy căn hộ đó anh định xử lý thế nào? Lưu Cường hiểu rõ vị phó thị trường trẻ tuổi này đã khóa chặt mâu thuẫn lên 7 căn phòng đó, hắn là đang tạo áp lực cho mình, bởi vì chuyện của căn hộ mà sự cảnh của mình rất bị độc, ứng tiền không thể là lý do để giành 7 căn phòng đó. Nếu như truy đến cùng, cái cớ này rõ ràng là không thể thành lập, trong lòng Lưu Cường đang đấu tranh kịch liệt, một lát sau mới hạ quyết tâm, nói 7 căn phòng đó tôi sẽ cố gắng động viên các đồng chí giao ra. Trương Dương chính là đợi câu nói này của Lưu Cường, hắn mỉm cười bảo, anh yên tâm đi, 20 vạn mà cục giáo dục các anh ứng ra, tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp giải quyết. Lúc này thư ký phó trường trinh vội vàng chạy vào, nhìn thấy Lưu Cường ở đây, gã ổn định lại tình tự rồi mới nói, thị trưởng Trương, phong trạch nhất chung lại xảy ra chuyện rồi. Trương Dương nói, chuyện gì vậy? Tạ Đức Tiêu nhận xây công trình tòa nhà dạy học của Phong Trạch Nhất Trung mang theo hơn 20 công nhân, vây quanh phòng hiệu trưởng, đang đòi trả tiền công trình. Lâm Cường trong lòng trầm xuống, lúc này sao lại xảy ra chuyện phiền phức này chứ? Trương Dương vỗ mạnh lên bàn, tức giận nói, phản rồi, một chủ thầu không ngờ lại dám làm loạn trật tự trường học, trong mắt anh ta còn có vương pháp nữa hay không? Gọi cho phía cục công an đi, bảo họ phái người tới. Lưu Cường nói, tôi đi xem thế nào. Trương Dương tức giận nhìn gã, nói với Phó Trường Trinh, chuẩn bị xe, chúng ta tới xem thế nào. Khiến Trương Dương tức giận là, lần này xe con của chính phủ thành phố toàn bộ đều phái đi rồi, các phó thị trưởng toàn bộ đều ra ngoài quán triệt công tác kháng hạn, cho nên xe con có chút công không đủ cầu. Trương Dương bất đắc dĩ chỉ đành ngồi chiếc xe xinh xắn của Lưu Cường tới phong trạch nhất chung. Khi tới phong trạch nhất chung, mới phát hiện tình huống so với phó trưởng Trinh nói thì còn nghiêm trọng hơn nhiều, tạ đức tiêu nhận thầu dẫn hơn 50 nông dân vân kín phòng làm việc của hiệu trưởng. Có thể nói là không chủ phòng hiệu trưởng mà còn cả phòng phó hiệu trưởng, phòng giáo viên khoa tài vụ tạ đức tiêu lần này làm rất ầm ĩ rất nhiều giáo viên đều chạy tới xem náo nhiệt các học sinh đang tiến hành thi giữa kỳ học sinh thì xong cũng vây tới xem náo nhiệt hiện trường lộ ra vẻ vô cùng hỗn loạn trương dương nhìn tỉnh cạnh ở trước mặt thì lại bốc hỏa hắn nói với lưu cường sao cảnh sát vẫn chưa tới lưu cường cười khổ nói để tôi liên hệ lại gã đi sang một bên gọi điện thoại lần này điện thoại trực tiếp gọi cho cục trưởng cục công an triệu quốc đống Điện thoại của Triệu Quốc Đống Thủy Trung ở trong trạng thái tắt máy, Lưu Cường gọi tới văn phòng, cảnh sát nhận điện thoại chỉ nói là Triệu Quốc Đống đang mở một cuộc họp về một vụ án quan trọng, hiện tại không tiện làm phiền. Lưu Cường mặt mày khổ não chạy tới cạnh Trương Dương, thị trưởng Trương, hiện tại không liên hệ được với cục trưởng Triệu. Trương Dương tức giận trừng mắt lườm thằng cha này một cái, cầm điện thoại lên gọi Khưu Kim Trụ, không ngờ điện thoại của Khưu Kim Trụ cũng bị tắt. Trương Dương bắt đầu cảm thấy chuyện này có chút không ổn, hắn nói với Phó Trường Trinh, đồn công an khu vực có ai tới không? Phó Trường Trinh nói, không thấy người của họ tới. Trương Dương cười lạnh, nói, được, tiểu phó, cậu tiếp tục báo cảnh sát cho tôi, trong vòng 10 phút, tôi mà không thấy cảnh sát nào tới, thì sẽ kiện họ không làm tròn trách nhiệm. Nói xong câu này, Trương Dương xảy bước về phía tòa nhà, có người nhận ra vị phó thị trưởng nhỏ tuổi này, nhao nhao nhường đường, ở giữa liền hiện ta một thông độ nhỏ hẹp, Trương Dương đi tới tầng 3, nhìn thấy đám công nhân, nông dân cầm búa cầm sẻng đó, lạnh lùng nói, làm cái gì đấy? Chạy tới trường học gây chuyện à? Có biết quấy nhiễu trật tự trường học, nhiễu loạn trị an xã hội là phạm tội hay không? Một giọng nói khinh thường ở trong đám người vang lên, quấy nhiễu thì sao chứ, nhiễu loạn thì sao chứ, trường họ bọn họ không trả tiền công trình cho chúng tôi. Tôi không phát lương được, các công nhân không có cơm ăn, sắp không sống được rồi. Ánh mắt của Trương Dương nhìn thẳng về phía trước, một nam tử trung niên hói đầu từ trong đám người đi ra, gã khoảng hơn 30 tuổi, thân hình cao to, trên đầu chỉ xung quanh là có tóc, ở giữa thì chọc lốc, lúc nói chuyện mắt đạo liên liệu, vừa nhìn đã biết không phải hạng tử tế gì, người này chính là tạ Đức Chiêu nhận thầu tòa nhà dạy học. Trương Dương nói, anh là ai? Tạ Đức Tiêu nói, tôi tên là Tạ Đức Tiêu, chủ nhận thầu ký túc xá và tòa nhà dạy học của trường này chính là tôi, xây lên rồi mà bọn họ vẫn còn thiếu tôi hơn 100 vạn, án chiếu theo quy định, tiền công trình khi tòa nhà đi vào sử dụng thì nên trả rồi, nhưng từ đầu năm tới giờ, hơn nửa năm qua rồi mà bọn họ vẫn chưa trả tiền. Tôi cũng phải ăn cơm, mà nhiều công nhân như vậy ở dưới tay tôi cũng phải sống chứ. Lưu Cường nhắc nhỏ tạ Đức Tiêu, tạ Đức Tiêu, anh ăn nói kiểu gì thế? Đây là thị trường trương mới tới của chúng tôi. Tạ Đức Tiêu nói, thị trường thì sao chứ? Thị trường cũng phải nói đạo lý, nợ thì phải trả. Tôi tìm mạnh tông quý cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, gã quay người lại, nói các anh em, tôi nói có đúng không? Mấy chục dân công đồng thời phụ họa, nợ thì phải trả, thiên kinh địa nghĩa. Trương Dương cười lạnh, gật đầu nói, tạ đức tiêu, chẳng lẽ anh không biết rằng ở trên thế giới này có rất nhiều lúc là không nói đạo lý ư? Tạ Đức Tiêu nói, làm chuyện gì thì cũng phải theo lý, quan có to hơn nữa thì cũng phải nói tới chữ lý. Trương Dương giờ đồng hồ lên nhìn thời gian, tôi cho anh một phút lập tức mang những công nhân này rút đi cho tôi. Tôi nếu nói không thì sao nhỉ? Tạ Đức Tiêu chừng hai mắt lên, không hề coi vị phó thị trưởng này vào đâu. Trương Dương không để ý đến gã, ánh mắt nhìn chầm chầm vào đồng hồ, chàng diện rơi vào cảnh rằng co ngắn ngủi. Tạ Đức Tiêu tuy rất ngang ngược, nhưng đám nông dân công thì lại có người sợ rồi, có câu, dân không đấu lại với quan, phó thị trưởng dối với lão bách tính bình thường mà nói thì đúng là có sức uy hiếp rất lớn. Trương Dương ngẩng đầu lên, mỉm cười gật đầu với tạ Đức Tiêu, sau đó một quyền đánh vào ngực gá, dưới ánh mắt của mọi người, tạ Đức Tiêu bị đánh cho ngã ngửa ra sau, lúc nằm xuống dưới đất thì đã ba tỉnh nhân sự. Không ai ngờ vị phó thị trưởng đại nhân này lại xuất thủ, tình tự của nông dân công ở xung quanh có chút không khống chế được, bọn họ vây quanh Trương Dương, Trương Dương chừng mắt hổ lên, trong lúc liếc nhìn một cỗ sát khí cường đại tỏa ra xung quanh, dọa cho đám nông dân công lập tức không dám tiến lên trước nữa. Đây chính là khí trường, Lưu Cường ở bên cạnh Trương Dương rõ ràng cảm thấy có một luồng hơi lạnh, không khỏi run lẩy bẩy. Trương Dương nói, hiện tại lập tức rời khỏi trường học cho tôi, nếu không người tham gia gây chuyện toàn bộ đều bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật. Câu này của Trương Dương lập tức mang lại hiệu quả, có nông dân công đã bắt đầu ly khai. Lưu Cường nhìn Tạ Đức Tiêu nằm bất động trên mặt đất, gã có chút hiếu kỳ tới dò xét mũi Tạ Đức Tiêu, không ngờ lại không có hơi thở, Lưu Cường biến sắc. Gã lại ghé sát vào ngực tạ Đức Tiêu nghe ngóng, hô khẽ tắt thở rồi. Trương Dương thản nhiên nói, "Ồ, tắt thở rồi à, giống như là chuyện này không liên quan gì tới hắn vậy." Lúc này hiệu trưởng Mạnh Tông Quý nhếch nhác từ trong văn phòng thò đầu ra, nghe nói tạ Đức Tiêu tắt thở rồi, vội vàng bảo phòng y tế gọi giáo y tới, giáo y sau khi kiểm tra cho tạ Đức Tiêu lập tức đưa ra kết luận rằng tạ Đức Tiêu đã tử vong. Vừa nghe nói tạ Đức Tiêu đã chết, tất cả mọi người đều lùi ra xa đám nông dân cầm đó cũng chỉ sợ tránh không kịp, tuy là Trương Dương đánh chết tạ Đức Tiêu, nhưng bọn họ cũng tham dự gây chuyện, chuyện hôm nay ẩm ý rồi, ai cũng biết rằng ở lại có thể sẽ bị liên lụy. Lưu Cường mặt mày khổ sở nói với Trương Dương, Phó Thị trưởng Trương, phiền phức rồi, phiền phức rồi. Trương Dương chấn định như thường, nói có gì mà phiền, người là tôi đánh, có liên quan gì tới ông đâu. Lưu Cường thầm nghĩ đương nhiên là không liên quan gì tới tôi rồi, anh xui xẻo rồi, anh gặp phiền phức rồi. Phó thị trưởng thì sao chứ? Phó thị trưởng giết người thì cũng phải chịu chế tài của pháp luật, y tránh sang một bên gọi điện thoại, vẫn là gọi tới cục công an, vẫn là báo cảnh, có điều nội dung thông báo lần này là phó thị trưởng Trương Dương đánh chết người rồi. 15 phút sau, ba chiếc xe cảnh sát gầm rú lái vào trong vườn trường phong trạch nhất chung, nhân vật chủ yếu của cục công an thành phố phong trạch đều xuất động toàn bộ, cục trưởng cục công an triệu quốc đống, Phó cục trưởng Trình Diễn Đông đi theo sau gã, phó đại đội trưởng đại đội hình cảnh dẫn mấy cảnh sát đi vào sau cùng, Khưu Kim trụ lúc này tâm tình rất phức tạp, vừa rồi bọn họ đều ở trong phòng họp cục công an tiến hành thảo luận án tình, Triệu Quốc Đống yêu cầu tất cả những người liên quan phải có mặt. Gã đã dự cảm được có chuyện chẳng lành phát sinh, quả nhiên, không lâu sau thì nghe thấy chuyện Trương Dương đánh chết người, Triệu Quốc Đống sau khi nghe nói tới chuyện này thì rất hưng phấn, cơ hồ là gọi toàn bộ nhân vật quan trọng của cục công an tới gã tuyệt đối không phải bảo mọi người tới phân tích án tình mà là bảo họ tới xem náo nhiệt. Triệu quốc đống trên đường còn đặc biệt gọi cho anh rể, bí thư thị ủy phong trạch thẩm Khánh Hoa, báo cáo chuyện Trương Dương đánh chết người, thái độ của bí thư trầm rất rõ ràng. Vương tử phạm pháp đồng tội với thứ dân, nếu như Trương Dương vi phạm pháp luật thì cũng phải bắt hắn. Phó Trường Trinh cố nén sự sợ hãi trong lòng, lại sờ mạch môn của tả Đức Tiêu, vẫn không có phản ứng. Phó Trường Trinh nhìn vị phó thị trưởng trẻ tuổi này với ánh mắt đồng tình, Trương Dương trẻ tuổi như vậy, bởi vì một quyền lúc xung động mà hủy đi tiền đồ tốt đẹp. Phó Trường Trinh vừa sản sinh ra một chút hào cảm với vị lãnh đạo này, bởi vì Trương Dương tuy không câu nệ tiểu tiết, nhưng dẫu sao cũng là một người được việc. Triệu Quốc đống mặt mày nghiêm túc đi tới trước mặt Trương Dương, nói, Phó Thị trưởng Trương, xảy ra chuyện gì vậy? Trương Dương hỏi lại, các anh vì sao bây giờ mới tới? Từ đồn công an tới cục công an đều bãi công vào lúc này à, trùng hợp quá nhỉ? Triệu quốc đống thầm nghĩ con mẹ mày ra vẻ cái chó gì, giờ là mày đánh chết người, phó thị trưởng thì làm sao? Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, mày có hậu đài thì phiền phức lần này cũng không dễ giải quyết đâu. Pháp y đi theo sau tới kiểm tra thân thể của tạ Đức Tiêu, ngẩng đầu nói với triệu quốc đống cục trưởng triệu, tạ Đức Tiêu đã chết rồi. Mặt triệu quốc đống phủ lên một lớp xương, gã uy nghiêm nói, thị trưởng trương, xin anh theo chúng tôi về cục công an, phối hợp điều tra vị án tạ Đức Tiêu tử vong trương dương nói vừa rồi lúc tạ đức tiêu dẫn người tới gây chuyện các anh đang làm gì sao lúc này thì lại tới nhanh thế với cách làm việc này của các anh có xứng với huy hiệu cảnh sát đeo trên người không triệu quốc đống tức giận nói chúng tôi làm thế nào thì không cần anh chỉ tay chỉ chân anh tốt nhất nên nghĩ về bản thân mình ấy sau này trên tòa nên giải thích thế nào với thẩm phán trương dương cười lạnh nói giải thích cái gì tôi ra tòa để làm gì Triệu quốc đống chỉ vào thi thể của Tả Đức Tiêu trong mắt đầy vẻ đắc ý. Từ lúc Trương Dương tới Phong Trạch, gã đã ý thức được người này sớm muộn gì cũng gây chuyện, nhưng không ngờ hắn lại để xảy ra chuyện nhanh như vậy. Cái này không trách được ai khác, muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân hắn. Một quyền này đã triệt để xóa sạch tiền trình tốt đẹp của hắn. Trương Dương nói, anh muốn bắt tôi. Triệu quốc đống gật đầu, quốc có quốc pháp, xin anh phối hợp với công tác của chúng tôi. Nếu không thì tôi chỉ có thể áp dụng thủ đoạn phi thường. Trương Dương cười ha ha, nói, nếu như tôi không phối hợp thì sao? Triệu Quốc đống gạt đầu, lớn tiếng nói, đội trưởng khưu, bắt anh ta lại. Triệu Quốc đống lúc nói ra câu này, trong lòng thực sự là khoan khoái tới cực điểm, Trương Dương mày không phải là lợi hại lắm ư? Tới địa bàn phong trạch rồi thì cũng bị té ngã, cũng phải nằm trong tay tao thôi, tao vốn không muốn mày chết nhanh như vậy, nhưng mày lại chủ động dâng cơ hội tới tay tao, từ chối thì bất kính lắm cơ. Khưu Kim trụ mặt lộ ra vẻ khó xử, cái mà gã thật sự sợ là trong tay Trương Dương đang nắm cái thóp của gã, nếu như Trương Dương thật sự xảy ra chuyện, khó tránh khỏi nói chuyện của mình ra, gã mặt mày khổ sở, nói: "Cục trưởng Triệu." Sắc mặt Triệu Quốc đống trầm xuống, nói: "Bắt về." Nếu như không phải là đoán định Trương Dương lần này không thể lật mình, Triệu Quốc đống cũng sẽ không tuyệt tình như vậy, gã đã quên mất một câu, khi không lưu lại dư địa cho người khác, chẳng khác nào là tự chặn đường lui của mình. Trương Dương đi tới trước mặt Tạ Đức Tiêu, đột nhiên giơ chân lên đá một cái vào bụng gã, lạnh lùng nói, "Này thì giả chết." Tình cảnh khiến tất cả mọi người không ngờ tới đã phát sinh, Tạ Đức Tiêu được pháp y tuyên cáo tử vong ái trà một tiếng, ôm bụng từ dưới đất ngồi dậy, gã không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, mặt mày ngơ ngác, thở mấy hơi rồi mới nhớ ra Trương Dương đấm gã, liền chỉ vào Trương Dương, "Anh làm thị trưởng mà sao lại tùy tiện đánh người như thế?" Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt nhưng sự chuyển đổi của hoàn cảnh quá nhanh, với trí thông minh của triệu quốc đống cũng khó mà thích ứng được với những biến hóa đột nhiên phát sinh này, vẻ mặt của gã xấu hổ tới cực điểm, hết xanh rồi lại tím, hai tay nắm chặt, trong đầu trống rỗng, ngay cả hô hấp cũng biến thành rồn rập, gã ý thức được mình bị người ta bẫy rồi, nhưng gã lại không biết cụ thể đã phát sinh chuyện này, nhìn trương dương mặt mày đắc ý, gã không biết nên nói gì cả. Khưu Kim Trụ không cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn có cảm giác đây là chuyện đương nhiên, vị phó thị trưởng mới tới này đã mang lại cho hắn quá nhiều sự bất ngờ rồi. Người cao hứng nhất là phó trường trinh, tạ đức tiêu không chết, tội ngộ sát không thành lập, cũng chính là nói trương dương không sao cả. Lưới của triệu quốc đống biến thành tê dại, gã hàm hồ nói thị trưởng trương. Trương Dương không chút khách khí ngắt lời gã, tạ Đức Tiêu mang theo hơn 50 nông dân công tới trường học gây chuyện, ảnh hưởng tới trật tự của trường học, làm nhiễu loạn trị an xã hội. Từ lúc có chuyện tới giờ, cảnh sát các anh mới tới, hiệu suất thật sự là không bình thường. Triệu quốc đống trong lòng hiểu rõ, chuyện này mình mới là ngã trong tay người ta, Trương Dương bố trí cái bẫy cho mình chui vào, gã cũng rất bất hạnh chui vào thật, hơn nữa vừa rồi còn không lưu lại một chút dư địa nào cho Trương Dương, kỳ thực là gã tự chặn đường lui của mình, nếu như vừa rồi nói chuyện khách khí ở hơn một chút, chàng diện cũng sẽ không bị động đến vậy. Chuyện đã tới nước này, chỉ có thể nhận tội thôi, Triệu quốc đống cười bồi, thị trưởng Trương, lần này là công tác của chúng tôi chậm trễ, tôi nhất định sẽ tra rõ chuyện này, tuy cứu trách nhiệm của đồn công an khu vực, tuy cứu tới cùng. Trương Dương cười nói, dân cảnh của đồn công an khu vực không có gan lớn như vậy, mà tôi cũng không có thời gian truy cứu trách nhiệm của họ, tôi chính là tìm anh, chuyện ngày hôm nay, tôi phải tìm anh. Trương Đại Quan Nhân ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra câu này, chẳng khác nào chính thức tuyên bố, triệu quốc đồng anh phải chịu trách nhiệm chuyện hôm nay. Khưu Kim Trụ đứng ở bên cạnh mà sướng thầm trong lòng, thằng ôn này hiện tại có một cái bệnh, đó là chỉ mong sao tất của mọi người còn xui xẻo hơn gã, chỉ mong sao tất cả mọi người đều té ngã trong tay Trương Dương, như vậy mới sảng khoái. Triệu Quốc Đống lập tức hành động, đuổi đám người xeo náo nhiệt đi, còng tạ Đức Tiêu lại, tạ Đức Tiêu ủy khuất, kỳ thực gã cũng là có chuẩn bị mà tới, không có người chống lưng thì gã cũng chẳng dám là loạn lên như vậy, khi bị áp giải lên xe cảnh sát, gã rất vì khuất nhìn Triệu Quốc Đống, cục trưởng Triệu. Triệu Quốc Đống trừng mắt lườm gã, anh được đó, làm nhiễu loạn trị an xã hội, đây là phạm tội, anh có biết không hả? Trương Dương lúc đối diện với Mạnh Tông Quý thì không còn vẻ mặt hiền lành, hắn nghiêm túc nói, hiệu trưởng Mạnh, ngày hôm qua thì giáo viên và học sinh bỏ thi bãi khóa, hôm nay thì chủ thầu dẫn nông dân công tới gây chuyện, ông thân là hiện trường của phong trạch nhất chung có phải nên gánh trách nhiệm hay không? Mạnh Tông Quý nói, tôi biết mình nên gánh trách nhiệm, nhưng vẫn chẳng phải là vì tiền ư, thị lý không cho tiền, tôi cho dù có năng lực lớn hơn nữa thì cũng không bột đố gột nên hồ. Trương Dương cười lạnh, nói, hay cho câu không bột đố gột nên hồ, ông không phải là rất có bản sự ư. Dùng 7 căn hồ đổi lấy 20 vạn của Cục Giáo dục. Cục trưởng Cục Giáo dục Lưu Cường ở bên cạnh như ngồi trên gai, y nghe thấy Trương Dương lại nhắc tới chuyện này, vội vàng tỏ thái độ, thị trường tưởng, tôi sẽ động viên các đồng chí nhanh chóng giao 7 căn hộ đó ra. Mạnh Tông Quý nói, chúng tôi còn thiếu 100 vạn tiền công trình. Trương Dương nhìn thằng cha này với ánh mặt khinh thường, mặt người này còn dày hơn Trương Dương. Trương Dương nói, hiện tại quốc gia đề xướng cải cách giáo dục, tài chính của thành phố chỉ có bấy nhiêu, chỗ cần dùng không chỉ là giáo dục. Tôi đã hỏi qua cục tài chính, khoản tiền lúc trước họ đáp ứng cấp cho các ông là chia năm mà đưa, ngân sách của phong trại cấp cho giáo dục đã không ít rồi, ông thân là người lãnh đạo của trưởng cũng không thể cứ có chuyện là chia tay xin quốc gia, phải tự mình nghĩ biện pháp chứ. Mạnh Tông Quý nói, tôi có biện pháp gì chứ? Giáo dục không dựa vào ngân sách quốc gia thì căn bản là không sống được. Trương Dương gật đầu, ông không có biện pháp thì giao lại vị trí này cho người có biện pháp đi. Câu này khiến cho Mạnh Tông Quý cứng lưỡi. Triệu Quốc đống bước vào phòng thẩm vấn, tự mình mở còng tay cho tạ Đức Tiêu, tạ Đức Tiêu mặt đầy ủy khuất, nói cục trưởng Triệu, tôi đòi tiền thì sai à? Anh vì sao lại bắt tôi? Triệu quốc đống thở dài, anh đó. Đòi tiền thì đòi tiền, nhưng sao lại kéo nhiều người theo như vậy làm gì? Có biết làm nhiễu loại trị an xã hội là vi phạm pháp luật quốc gia ư? Không phải là anh bảo tôi chế tạo chút ảnh hưởng ư? Triệu quốc đống nghe xong câu này liền bốc hỏa, chừng mắt nói, đánh rắm, tôi nói câu đó lúc nào. Tạ Đức Tiêu không dám nói tiếp nữa, Gã ở Phong Trạch cũng tính là nhân vật nổi tiếng, không ít công trình của Phong Trạch nhất chung là gã nhận xây, bao gồm cả tòa nhà văn phòng mới của Cục Công an, quan hệ giữa gã và Triệu Quốc Đống rất tốt, chính là bởi vì mối quan hệ này cho nên gã mới tiếp nhận công trình này. Triệu Quốc Đống nói, phía Phong Trạch nhất chung anh tạm thời bỏ qua đi, hiện tại phía đó đã biến thành tiêu điểm rồi, anh mà còn làm loạn nữa thì chỉ tổ mang tới thêm nhiều phiền phức thôi. Nhưng hiện tại 100 vạn tiền công trình của tôi còn chưa đòi được, cứ như vậy tôi chẳng phải là đói chết ư. Tạ Đức Tiêu tức giận nói. Triệu quốc đống lạnh lùng bảo, anh rốt cuộc là kiếm được bao nhiêu tiền thì trong lòng mọi người đều rõ, đừng có than nghèo kẻ khổ ở trước mặt tôi, anh nếu như không nghe tôi, cứ cố làm loạn, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi không bảo vệ được anh dâu đó. Tạ Đức Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói, tôi có chỗ nào không phải chứ, chẳng phải đều là tên phó thị trưởng đó ư. Quan lớn ở phong trạch to hơn hắn có nhiều lắm, hắn dựa vào gì mà đánh người, tôi còn chưa tố cáo hắn đó. Triệu Quốc Đống nói, anh tốt nhất hãy thực thả đi, được rồi, tôi cũng không rảnh nghe anh làm nhảm nữa, bản thân anh cố mà tự thông minh lên. Triệu Quốc Đống vừa quay về văn phòng, Trương Dương liền gọi điện thoại tới, hắn là muốn hỏi tình hình xử lý sự việc ban nãy, Triệu Quốc Đống kể sơ lược lại một lượt. Trương Dương nghe thấy Triệu Quốc Đống không ngờ lại thả tạ Đức Tiêu đi, không khỏi giận dữ bảo, Triệu Quốc Đống, tạ Đức Tiêu làm nhiễu loạn trật tự trường học, đã cấu thành tội nhiễu loạn chị An, anh vì sao lại thả gã đi? Triệu quốc đống lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, gã cười nói thị trường trương, có những chuyện không thể cứ làm dập khuôn được đâu, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân vẫn là lấy thuyết phục, giáo dục làm chủ, bản thân tạ đức tiêu trước đây không hề có tiền án gì, huống chi chuyện này là phong trạch nhất chung đối lý, tôi nếu như câu lưu tạ đức tiêu, khẳng định sẽ dẫn tới sự bất mãn của những nông dân công đó, mâu thuẫn không những không giải quyết được mà chuyện lại thành càng lúc càng ẩm ý hơn, cho nên tôi mới áp dụng phương pháp này. Trương Dương nói, được, cho dù chuyện này anh nói có lý, vậy gì sao hôm nay các anh lại hành động chậm như vậy? Tôi muốn có một câu trả lời và giao người có trách nhiệm tương quan ra. Triệu Quốc Đống nói, thị trường Trương, sáng ngày hôm nay tôi đang mở một cuộc họp khẩn cấp, thương lượng chuyện cướp tiệm vàng, án chiếu theo quy định của chúng tôi, tất cả cán bộ tham gia họp đều phải tắt thiết bị liên lạc, anh nếu muốn truy cứu thì cứ truy cứu trách nhiệm của tôi đi. Trương Dương ngây ra, không ngờ Triệu Quốc Đống lại bắt đầu chơi cứng rồi, hắn lạnh lùng nói, anh biết một bản kiểm điểm cho tôi, còn xử lý thế nào, đợi tôi thương lượng với các lãnh đạo khác xong sẽ quyết định. Triệu Quốc Đống không đợi Trương Dương nói xong đã gác điện thoại, gã nộ khí bừng bừng, đã một phát lên sọt rác, Phó Cục trưởng Trình Diễm Đông vừa hay từ bên ngoài bước vào, suýt nữa thì bị đụng trúng, gã nhanh nhẹn né sang một bên, cười nói Cục trưởng, sao lại tức giận ghê thế? Triệu Quốc Đống nói, cái đồ khốn, không ngờ lại dám bảo tôi viết kiểm điểm. Trình Diễm Đông chỉ hơi suy nghĩ một chút là hiểu Triệu Quốc Đống đang mắng Trương Dương, gã đặt cái sọt rác lại chỗ cũ, đi tới trước bồn rửa tay, nói cục trưởng Triệu, kỳ thực hôm nay tốc độ xuất cảnh của chúng ta quá chậm, tạ đức tiêu làm việc lại rất quá đáng, trường học là nơi nào chứ? Phong trạch nhất chung là bộ mặt của phong trạch chúng ta, gã mang nhiều nông dân công tới gây sự như vậy, chẳng khác nào là bội nhỏ phong trạch, sẽ mang tới cho bọn trẻ ảnh hưởng thế nào. Triệu Quốc Đống nói, thiếu nợ trả tiền là việc thiên kinh địa nghĩa, mạnh tông quý thiếu gã 100 vạn, gã có những hành vi quá khích cũng là rất bình thường. Trình Diễm Đông nói, cục trưởng Triệu, phó thị trưởng trương này không đơn giản. Triệu Quốc Đống nhíu mày. Trình Diễm Đông nói, pháp y đoán định tả Đức Tiêu đã chết. Tôi lúc đó cũng thử hô hấp và nhịp tim của tạ Đức Tiêu, còn kiểm tra hai lần, thời gian cách nhau khoảng 2 phút, tôi dám chắc rằng tạ đức tiêu lúc đó phù hợp với tiêu chuẩn tử vong, nhưng phó thị trưởng trương chỉ đá gã một cái, tạ đức tiêu liền tỉnh lại. Triệu quốc đống nói, tôi cũng thấy lạ, tạ đức tiêu theo lý thì không thể nào giả chết, cho dù là giả chết thì cũng không thể giả giống như vậy được. Gã đương nhiên là nghĩ không thấu, trương đại quan nhân lúc xuất quyền, thần không biết quỷ không hay đụng tay đụng chân lên người tạ đức tiêu, khiến cho tạ đức tiêu tiến vào trạng thái chết giả tạm thời. Trình Diễm Đông nói: Anh có phải muốn nói thị trưởng trương đã đụng tay đụng chân lên người gã? Triệu Quốc Đống lắc đầu. Chuyện này căn bản không thể nào giải thích theo lẽ thường được. Trình Diễm Đông nói: Cục trưởng triệu, tôi cảm thấy anh không nên thả Tạ Đức Tiêu đi. Triệu Quốc Đống nói: Gã không phải chỉ gây chuyện thôi ư? Cũng không phạm pháp, không thả gã, chẳng lẽ còn muốn giam gã vô thời hạn? Trình Diễm Đông nói: Cục trưởng triệu, hôm nay anh thả gã đi có khả năng sẽ đắc tội với phó thị trưởng Trương, anh ta. Triệu quốc đống lạnh lùng nói, tôi sớm đã đắc tội với hắn rồi, anh thì hiểu cái gì. Một phó thị trưởng được phân quản vệ sinh, giáo dục, cục công an của chúng ta không đến lượt hắn chỉ tay chỉ chân. Nghe thấy triệu quốc đống nói những lời này, Trình Diễm Đông tất nhiên cũng không tiện nói nữa, gã cười cười cáo từ. Trình Diễm Đông ở hành lang gặp được đại đội trưởng hình cảnh khưu kim trụ, khưu kim trụ nhìn xuống dưới lầu qua cửa kính, tạ đức tiêu nghênh ngang leo lên xe hoàng quan trong bãi đỗ xe. Trình Diễm Đông đứng ở bên cạnh Khưu Kim Trụ, cũng nhìn xuống dưới, Khưu Kim Trụ khinh thường nói tạ đức tiêu rất ngông nghênh. Trình Diễm Đông nói, nếu như tôi là gã thì tôi sẽ thực thà một chút, vòng một vòng ở quỷ môn quan rồi, không phải là ai cũng có vận khí tốt như vậy đâu. Khưu Kim Trụ nhìn phía phòng cục trường, nói khẽ triệu cục trưởng cứ vậy thả gã đi à. Trình Diễm Đông không trực tiếp trả lời câu hỏi của Khưu Kim Trụ, nói một câu rất lạc đề, gần đây trên TV chiếm một bộ phim nghe nói là hay lắm. Khưu Kim Trụ ngây ra, gì cơ? Trình Diễm Đông nói, Long xà tranh bá, có rảnh thì đứng xem thôi. Trương Dương biết triệu quốc đống sở dĩ thả tạ Đức Tiêu đi, không chỉ là bởi vì gã và tạ Đức Tiêu có tư giao không tồi, còn một nguyên nhân quan trọng hơn là, triệu quốc đống thông qua loại phương thức này để thị uy với hắn, triệu quốc đống đang nói với hắn rằng, ở phong trạch, chuyện của hệ thống công an không tới lượt Trương Dương hắn lên tiếng. Lúc mới đầu, Trương Dương không ngờ rằng mâu thuẫn giữa mình và Triệu Quốc Đống lại kích hóa nhanh như vậy. Sau chuyện sáng nay, hắn bắt đầu ý thức được rằng Triệu Quốc Đống đang đối nghịch với mình. Chuyện của phong trạch nhất chung, cảnh sát sở dĩ tới chậm như vậy, Triệu Quốc Đống phải chăng là có trách nhiệm tương đương, thậm chí cái cuộc họp mà gã mở, gã gọi tất cả nhân viên dự họp tắt điện thoại, đều có thể là dự mưu. Trương Dương thậm chí hoài nghi, tạ đức tiêu trước khi đi gây chuyện đã qua lại với triệu quốc đống. Các loại mâu thuẫn của phong trạch nhất chung, từ căn bản mà nói thì đều là do vấn đề kinh tế dẫn tới, việc cần kiếp bây giờ là phải phát tiền lương còn thiếu cho nhân viên và giáo viên của trường, nếu không thì khẳng định kiểu gì cũng lại xảy ra chuyện. chương 368, chế tạo hiện trường Điều trước tiên mà Phương Minh Nguy nghĩ tới là lợi dụng quan hệ thượng tầng để gây áp lực cho triệu quốc đống, quan hệ giữa gã và cục trưởng công an thành phố giang thành vinh bằng phi rất tốt nhờ vinh bằng phi tạo áp lực cho triệu quốc đống không phải là khó nhưng nghĩ kỹ lại mình vừa tới phong trạch hiện tại hắn lại là phó thị trưởng phong trạch cách lợi dụng ngoại lực này sợ rằng khó có thể phục chúng huống chi triệu quốc đống giải thích nghe cũng có mấy phần đạo lý mâu thuẫn nội bộ nhân dân thì cùng nhau giải quyết cho dù là gã có bắt tạ nước tiêu lại thì ít nhất cũng chỉ có thể tạm giam thị trưởng trương có người tìm anh Phó Trường Trinh bước vào thông báo. Trương Dương nhíu mày, hỏi, ai thế? Thường Lăng Phong mặt tây phục màu lam sậm chậm rãi từ bên ngoài bước vào, trong tay còn sách một cái vali, thị trưởng Trương, là tôi. Trương Dương cười ha ha, đứng dậy đón, nắm lấy tay Thường Lăng Phong, nói, anh cuối cùng cũng tới rồi. Thường Lăng Phong cười khổ, nói, tôi cũng không muốn tới đâu, nhưng nghĩ tới thủ đoạn của anh, thôi thì tôi đành ngoan ngoãn nghe lời là tốt nhất trương dương cười nói coi như anh thức thời thường lăng phong bỏ cái vali xuống nói bên trong là hai bình rượu mà quản đốc lưu bảo tôi mang tới nói là sản phẩm mới mà nhà máy rượu năm nay nghiên cứu ra gửi cho anh thử trương dương nói tới là tặng lễ đúng là chỉ có anh hắn bảo phó trường trinh bỏ rượu vào trong giá sách của mình thường lăng phong theo trương dương ngồi xuống salon còn nhìn hoàn cảnh làm việc nói hoàn cảnh làm việc của thị trưởng trương rất đơn sơ không ngờ ngay cả máy tính cũng không có. Trương Dương nói, nơi này không bằng được Giang Thành, bí thư thẩm của chúng tôi lại không thích kiểu làm việc tự động hóa. Phó Trường Trinh pha trà mang tới. Trương Dương nói, tiểu phó, ở đây không còn việc của cậu. Phó Trường Trinh gật đầu lui ra. Thường Lăng Phong nói, trước đây nghe nói bí thư thị ủy Phong Trạch là một quan viên thanh liêm, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là vậy. Trương Dương nói, tôi đang sầu vì bên cạnh không có băng thủ, anh tới thì tốt rồi thường lăng phong nói phó thị trưởng trương giỏi nhất là đơn đả độc đấu căn bản không cần dùng bang thủ trương dương cười nói nói linh tinh một hảo hán sao đánh lại đám ba người tôi đương nhiên cần bang thủ rồi thường lăng phong nói tôi tới đây danh bất chính ngôn bất thuận anh định để tôi làm gì trương dương nói vẫn là làm chiêu thương thôi thường lăng phong cười nói không nhầm đấy chứ nghe nói anh hiện tại phụ trách văn giáo vệ sinh văn hóa giáo dục vệ sinh y tế cơ mà chiêu thương không phải là anh quản trương dương nói văn giáo vệ sinh cũng cần chiêu thương chút quyền lợi này tôi vẫn có tôi nghĩ kỹ rồi chuẩn bị thành lập một văn phòng cải cách văn giáo vệ sinh anh làm chủ nhiệm văn phòng trương duệ dung đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm văn phòng sao tôi đang tạo cơ hội cho hai người công tư kiêm cố anh định cảm tạ tôi thế nào đây thường lăng phong nói thành lập một bộ môn đâu có dễ dàng như vậy anh nói thành lập là thành lập được à trong lòng lại đầy chờ mong khung cảnh mà trương dương vẽ ra trương dương nói cái này anh không phỉ lo tôi nhờ bộ tổ chức phê chuẩn phía đỗ thiên giã không có vấn đề gì chốc nữa tôi tìm bí thư thẩm nói chuyện này với ông ta thường lăng phong nói xem ra phó thị trưởng trương sớm đã có dự mưu rồi trương dương nói cái này gọi là quyết định kế sách Thẩm Khánh Hoa lần này nhìn thấy Trương Dương thì sắc mặt không dễ coi tí nào. Không đợi Trương Dương lên tiếng, Thẩm Khánh Hoa đã hỏi như tát nước vào mặt: "Tiểu Trương, hệ thống giáo dục của các cậu rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lúc trước Phong Trạch nhất trung không những là đại biểu của nền giáo dục Phong Trạch, cũng là đại biểu của nền giáo dục Giang Thành, là sự vinh quang của chúng ta, hai ngày nay liên tiếp xảy ra chuyện, cậu là phó thị trưởng được phân quản, có vấn đề thì tôi chỉ tìm cậu thôi." Trương Dương nói: "Bí thư Thẩm tôi vừa tiếp nhận công tác, hiện tại đang xử lý. Thẩm Khánh Hoa nói, xử lý ư, cậu biết hiện tại là lúc nào không? Những học sinh đó đang trong thời gian thi giữa kỳ, những chuyện liên tiếp xảy ra khiến cho lòng người hoảng loạn, khẳng định sẽ ảnh hưởng tới thành tích của họ, hiện tại đã có không ít người nhà học sinh phàn nàn đến chỗ tôi rồi. Trương Dương cũng không tranh chấp với Thẩm Khánh Hoa, tuy hắn vừa tiếp nhận công tác, nhưng đã phụ trách khối này, xảy ra vấn đề, người ta đương nhiên là phải tìm mình. Trương Dương nói, bí thư thẩm yên tâm, tôi rất nhanh sẽ chỉnh đốn lại chuyện của Phong Trạch Nhất Trung. Thẩm Khánh Hoa nói, không chỉ là Phong Trạch Nhất Trung, tôi hy vọng cả hệ thống giáo dục của Phong Trạch đều được bảo trì ổn định, nhất định phải không cho sự việc tương tự xảy ra nữa. Nói xong những lời này, vẻ mặt của Thẩm Khánh Hoa có chút hòa hoãn hơn, y hỏi cậu tìm tôi có việc gì. Trương Dương nói, bí thư thẩm, Phong Trạch xảy ra nhiều chuyện như vậy không phải là do ngày một ngày hai mà thành tệ đoan sớm đã tồn tại rồi tích lũy, vừa hay bạo phát trong hai ngày nay. Muốn triệt để giải quyết những vấn đề này thì phải tiến hành cải cách chế độ giáo dục từ căn bản. Thẩm Khánh Hoa nói, cải cách ư, cậu định cải cách thế nào? Trương Dương nói, tôi chuẩn bị xây dựng một văn phòng cải cách văn giáo vệ sinh, tiến hành thay đổi hiện tượng lạc hậu trong hệ thống giáo dục vệ sinh. Hiện tại hiện tượng nợ lương trong hệ thống văn giáo vệ sinh rất nghiêm trọng, giáo viên và bác sĩ đều phải ăn uống, bọn họ không có lương, cuộc sống bị ảnh hưởng, đương nhiên là trong lòng cũng sản sinh bất mãn. Tôi cho rằng mấu chốt của cải cách là đề cao trình độ thụ nhập của họ, khiến cho địa vị kinh tế và địa vị xã hội của họ đều được thăng cao. Thẩm Khánh Hoa gật đầu, nói ý tưởng không tồi, nhưng thực hành không phải là dễ. Trương Dương nói, ý tưởng có hay đến thế nào, nếu như không đi làm thì vĩnh viễn chỉ có thể là một ý tưởng. Tôi hy vọng bí thư thẩm có thể phê chuẩn yêu cầu này của tôi, tôi sẽ trong thời gian ngắn, dùng hành động thực tế để kiểm chứng tính chính xác của ý tưởng này." Thẩm Khánh Hoa nói, "Tôi phê chuẩn, nhưng có điều kiện tiền đề." Trương Dương nhìn Thẩm Khánh Hoa. Thẩm Khánh Hoa nói, "Tài chính của thị lý rất khó khăn, trên kinh tế sẽ không cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ nào cho cậu cả." Trương Dương bật cười, "Bí thư Thẩm chẳng lẽ quên rồi ư, lúc trước tôi là làm chiêu thương đó?" Trương Dương lúc bàn đầu cũng không ngờ Thẩm Khánh Hoa lại phê chuẩn yêu cầu thành lập văn phòng cải cách văn giáo vệ sinh của mình một cách thống khoái như vậy, chỉ cần Thẩm Khánh Hoa gật đầu, thủ tục phía Giang Thành đương nhiên là không cần phải nói. Văn phòng cải cách văn giáo vệ sinh từ không tới có, Trương Dương phí một chút tâm tư, lần này muốn kiếm một biên chế chính thức cho Thường Lăng Phong. Muốn để Thường Lăng Phong danh chính ngôn thuận trở thành người trong thể chế, Thường Lăng Phong tuy không có hứng thú gì với thể chế, nhưng Trương Dương đã nhận định gã, nhất định phải trói gã thành mạc liêu của mình, thường lăng phong bất lực nên chỉ đành tiếp nhận sự an bài của hắn. Cục trưởng cục giáp dục lưu cường phản ứng rất nhanh, gã giao ra 7 căn phòng đó cho Trương Dương, nhưng không có nghĩ là 7 lãnh đạo được chia phòng xin lỗi với Trương Dương, tuy cách làm của lưu cường đầy vị đạo dùng quyền mưu lợi cá nhân, nhưng trên trình tự cụ thể thì lại không có quá nhiều sai sót, cái này có liên quan tới vợ của gã là bí thư ủy ban kỷ luật thành phố. Mỗi một đường đi nước bước của Lưu Cường đều được tính toán rất rõ ràng, gã biết nên nào thế nào để né tránh nguy hiểm chính trị. Khi trương dương gióng chống khua chiêng tính toán cải cách giáo dục, một bức thư nạc danh được gửi tới tay hắn. Bức thư nạc danh này là tố cáo hiệu trưởng phong trạch nhất trung mạnh tông quý. Trong thư liệt kê những tiền hoa hồng mà mạnh tông quý đã nhận trong quá trình xây dựng tòa nhà dạy học, còn lợi dụng danh tiếng của phong trạch nhất trung để nhận phí chiêu sinh, bởi vì hiệu suất lên lớp của phong trạch rất cao, khu vực giang thành có không ít người muốn đưa con cháu tới đây học trường học năm ngoái bắt đầu thu phí xếp lớp cho những học sinh trái tuyến. Học phí mà những học sinh này nộp đã mang tới số tiền khá lớn cho trường học, hơn nữa trong quá trình chiêu sinh, Mạnh Tông Quý còn thu nhiều quả cáp. Gần nửa học kỳ của năm nay, thông qua cái gật đầu của Y đã có 17 học sinh được chuyển tới phong trạch nhất chung, trong thư chỉ ra, mỗi một học sinh chuyển tới đều tặng quà cáp cho Y. Trương Dương sau khi nhận được phong thư này, liền gọi Thường Lăng Phong tới văn phòng của mình. Thường lăng phong đọc xong bức thư này, nghĩ một lát rồi nói, bức thư này tuy nói rất rõ ràng, nhưng lại không để ra bất kỳ chứng cứ xác thực nào. Trương Dương nói, tôi cho rằng bức thư này có độ đáng tin tương đối, tên mạnh tông quý này tôi đã từng tiếp xúc qua mấy lần, cảm thấy không ra làm sao cả, thân là hiệu trưởng mà lại đi xung đột với giáo viên, sau khi xung đột còn tống giáo viên vào đồn công an rồi nhốt lại. Thường lăng phong nói, anh muốn động tới y yeah. à trương dương nói y là em trai nuôi của bí thư thẩm tôi nếu động tới gã chẳng khác nào là trở mặt với bí thư thẩm trước khi chưa nắm được chứng cứ xác thực trước tiên cứ để cho y vui vẻ thêm vài ngày thường lăng phong nói căn cứ vào phân tích của bức thư nặc danh đó phong trạch chắc có một cái quỹ ngầm chỉ cần lôi kế toán viên của họ ra hỏi là chuyện sẽ rõ ràng ngay trương dương nói tôi thấy mạnh tông quý kiểu gì cũng thụt két, mà là tiền không biết bị y dùng vào chỗ nào rồi người này phải tra cho kỹ Thường Lăng Phong nói, cái quản phụ trách là cải cách văn giáo vệ sinh, chuyện điều tra người không thuộc tôi quản. Trương Dương cười nói, anh cũng không có bản sự đó, loại chuyện chỉnh người này, tôi đi làm, chỉ cần anh giúp tôi nghĩ biện pháp, làm thế nào để giáo viên viên chức có thể được phát đủ lương, đừng cả ngày chia tay ra đòi chính phủ nữa. Thường Lăng Phong nói, hiện tại ở phía Nam xuất hiện không ít trường học dân lập, tư nhân bỏ vốn vào giáo dục, muốn đề cao đãi ngộ của giáo viên thì phải dẫn tiến vốn từ ngoài đổ vào, Trương Dương nói, bí thư thẩm rất cổ hủ, nếu để tư bản tư nhân gia nhập vào giáp dục, y khẳng định là người đầu tiên nhảy ra phản đối. Thường Lăng Phong giờ bức thư nạc danh đó lên, nói, nếu tất cả những gì viết bên trên là thực, mạnh tông quý ba năm nay một mực thu nhận học sinh trái tuyến, trong những tự phí sinh học sinh tự trả tiền học và chuyển giáo sinh học sinh chuyển trường, trên cơ bản thành tích của họ đều không đạt được tiêu chuẩn tuyển sinh của phong trách nhất chung, nếu thấp hơn tiêu chuẩn này thì sao đây? Tiền Trương Dương nói, lần này tôi nhất định phải tra thật kỹ mạnh tông quý này, hiệu trưởng của một trường trung học, tôi không tin y có thể một tay che trời ở phong trạch. Từ sau khi sự kiện bãi khóa phát sinh, ngày tháng của mạnh tông quý không dễ dàng gì, nhà rột lại gặp mưa rầm, chuyện bãi khóa còn chưa xử lý xong thì bên này lại ẩm ý chuyện tạ đức tiêu đòi tiền. Từ các loại hiện tượng mạnh tông quý nhìn ra rằng, vị phó thị trường mới tới không có bao nhiêu hào cảm với y, mạnh tông quý có chút sợ hãi rồi, y tìm cục trưởng giáo dục lưu cường, nhờ gã giúp vấn đề nợ lương nhân viên giáo viên. Audio điện tử võ tấn bền. Lưu Cường cũng đang bận lo cho bản thân mình, y sau khi nghe nói mục đích của Mạnh Tông Quý, hai tay xòe ra, nói: "Lão Mạnh, không phải là tôi không giúp, hiện tại cục giáo dục có bao nhiêu tiền chứ? Cục tài chính không cấp ngân sách, tôi có thể làm được gì?" Mạnh Tông Quý nói: "Chuyện trường học hai ngày nay vẫn chưa xong, tiền lương nếu như không thể kịp thời phát xuống, các giáo viên khẳng định sẽ vẫn gây chuyện. Lưu Cường bực bội đứng dậy, gây chuyện thì sao? Bọn họ gây chuyện thì có liên quan gì tới cục giáo dục? Mạnh Tông Quý nói, lúc trước khi xây dựng tòa nhà dạy học, các anh đều nói phải thành tiêu biểu, sẽ toàn lực ủng hộ trường học, xây thành trường trung học thời đại mới, hiện đại hóa, khoa học kỹ thuật hóa, nhưng hiện tại lại chẳng ai chịu bỏ tiền cả. Lưu Cường tức giận nói, tôi nói này lão mạnh, những lời này của anh không đúng đâu, cục giáo dục của chúng tôi không phỉa là đã lấy ra 20 vạn để ủng hộ các anh xây trường rồi ư. Thị Lý cũng đáp ứng chi tiền, chỉ có điều là chi thành mấy lần, anh không thể lúc nào cũng ngửa tay xin quốc gia được. Quốc gia bảo các anh xây tòa nhà dạy học chứ ai bảo các anh xây ký túc xã. Mạnh Tông Quý nói, trong ký túc các anh cũng có phần mà. Khuôn mặt của Lưu Cường vì tức giận mà đỏ bừng lên, câu này của Mạnh Tông Quý rõ ràng là muốn kéo y xuống nước, may mà lúc trước y đã tính rõ nguy hiểm, cái này cũng nhờ vợ của y là bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh nhắc nhở." Lưu Cường nói, "Có chuyện tôi quên không nói với anh, bảy căn phòng đó tôi đã giao cho phó thị trưởng Trương rồi, hiện tại chẳng có liên quan gì tới chúng tôi cả." Mạnh Tông Quý có chút kinh ngạc nhìn gã, trên mặt Lưu Cường mang theo vẻ đắc ý vì đã dứt bỏ được liên quan. Ngữ khí của Mạnh Tông Quý có chút dao động, nói, "Cục trưởng Lưu, tôi xây dựng ký túc xá là để cải thiện điều kiện sống của giáo viên viên chức, đây cũng là để đề cao phúc lợi của các lão sư." tôi phí biết bao nhiêu công sức mới xây dựng được hai tòa nhà đó, hiện tại lại bị trách tội, tôi có oan hay không? Lưu Cường thở dài, nói, lão mạnh, có câu tân quan thượng nhiệm đốt ba bó ruốc, phó thị trưởng trương tới phong trạch, anh ta muốn xây dựng uy tín, lửa khẳng định là phải đốt rồi, anh ta được phân quản văn giáo vệ sinh, lửa tất nhiên là phải cháy từ đây, rất bất hạnh, anh lại xảy ra chuyện vào đúng lúc này, anh ta không lấy anh ra khai đao thì còn lấy ai nữa? Mạnh Tông Quý thở dài, nói khẽ chuyện đã ẩm ý lên rồi, tôi phải làm sao đây? Hiện tại lương còn chưa có, những giáo viên đó ai ai cũng nhìn tôi với ánh mắt căm tức, hận không thể nào nuốt sống tôi, cứ như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện. Y dừng lại một chút rồi nói, cục trưởng Lưu, anh là lãnh đạo chủ quản của tôi, anh nhất định phải giúp tôi. Lưu Cường nói, anh còn cần tôi giúp à, chỉ cần bí thư thẩm nói một câu là tự nhiên không sao thôi. Mạnh Tông Quý nói, tính khí của bí thư thẩm anh cũng biết đó, ông ta chẳng nệ mặt ai cả. Lưu Cường nói, lão thái thái thì sao? Bí thư thẩm cũng là một đại hiếu tử mà. Bức thư nặc danh thứ hai liên quan tới Mạnh Tông Quý lại được đưa tới tay Trương Dương, lần này là tố cáo tác phong sinh hoạt của Mạnh Tông Quý có vấn đề, trong thư chỉ ra Mạnh Tông Quý và trưởng khoa tài vụ của phong trạch nhất chung là Đỗ Ngọc Lệ có quan hệ nam nữ bất chính. Trương Dương cảm thấy vấn đề của phong trạch nhất chung rất nghiêm trọng, hắn gọi đại đội trưởng hình cảnh khưu kim trụ tới, rồi giao hai bức thư này cho Khưu Kim Trụ. Khưu Kim Trụ sau khi đọc xong, không khỏi cười khổ, thị trưởng Trương, chuyện này là của Ủy ban Kỷ luật tỉnh và Viện Kiểm sát, không đến lượt chúng ta quản. Trương Dương nói, tôi cũng muốn đi theo trình tự chính quy, nhưng ngấm kỹ lại, tôi không tín nhiệm họ, trong những người mà tôi tiếp xúc, anh là người mà tôi tín nhiệm nhất. Khưu Kim Trụ được yêu quá mà sợ gật gật đầu, gã cũng hiểu, Trương Dương tín nhiệm mình là bơi vì nắm được thóc của mình, nếu như Trương Dương muốn diệt gã, tùy thời đều có thể làm được. Khưu Kim Trụ nói, vì sự tín nhiệm này của thị trưởng Trương đối với tôi, ngài bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Thằng ôn này không bỏ lỡ thời cơ biểu lộ lòng trung thành. Trương Dương nói, tôi muốn triệt để điều tra chuyện của phong trạch nhất trung, những bức thư nạc danh này không phải là tự dưng được đưa đến, tên mạnh tông quý này rất có thể có vấn đề. Khưu Kim Trụ nói, trong hệ thống công an phong trạch, tôi nói không được, nếu như tôi bắt Mạnh Tông Quý đi, Cục trưởng Triệu khẳng định sẽ tìm tôi gây chuyện, quan hệ của họ không tồi. Trương Dương nói, nhân mạch của Triệu Quốc đống rất rộng, gã tốt với Mạnh Tông Quý thì có thể hiểu được, dẫu sao thì Mạnh Tông Quý cũng là con nuôi của thẩm mẫu, bọn họ cũng coi như có chút quan hệ thân thích, nhưng Triệu Quốc đống với tạ đức tiêu hình như cũng không tồi. Khưu Kim Trụ nói, tòa nhà văn phòng của Cục Công an chúng tôi chính là tạ đức tiêu nhận xây. Trương Dương hiểu rồi, nếu như tả Đức Tiêu và Triệu Quốc Đống chỉ là quan hệ bình thường, khẳng định không thể nào lấy được công trình xây dựng cục công an, Khưu Kim Trụ thông qua phương thức này để gợi ý cho mình. Trương Dương nói, tôi muốn bắt đầu điều tra chuyện này từ Đỗ Ngọc Lệ. Cô ta là trưởng khoa tài vụ, nắm trong tay sỏ sách của phong trách nhất chung, chỉ cần bắt cô ta nói thật, chuyện của phong trách nhất chung khẳng định sẽ rõ ràng. Khưu Kim Trụ nói, thị trưởng Trương, nói thì tuy là vậy, nhưng tôi không thể nào trắng trợn lộ liễu mang Đỗ Ngọc Lệ đi được dẫu sao thì người ta cũng không phạm pháp. Cũng không có hiểm nghi phạm tội. Trương Dương cười nói, hiểm nghi ư, trong mắt cảnh sát mỗi người đều là nghi phạm. Khưu Kim Trụ có chút xấu hổ cười nói, thị trưởng Trương, cảnh sát cũng phải chú trọng chứng cứ chứ. Khi phía Trương Đại Quan Nhân đang gióng chống khua chiêng chuẩn bị điều tra mạnh tông quý, văn phòng cải cách văn giáo vệ sinh thành phố Phong Trạch cũng treo biển thành lập, sau khi được bí thư thị ủy thẩm Khánh Hoa cho phép, Trương Dương liền bảo Trương Đăng Cao chuẩn bị một văn phòng. Trương Đăng Cao đặc biệt xin ý kiến của thị trưởng Tôn Đông Cường về chuyện này. Tôn Đông Cường không ngờ lại tỏ ý toàn lực ủng hộ chuyện này. Tôn Đông Cường sở dĩ có thái độ này là bởi vì bí thư thị ủy thẩm Khánh Hoa đã phê chuẩn đơn xin của Trương Dương. Quan hệ của Trương Dương ở Giang Thành thế nào thì Tôn Đông Cường cũng rõ. Thẩm Khánh Hoa gật đầu, phía Giang Thành đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Còn có một nguyên nhân nữa là Tôn Đông Cường nhìn ra manh mối, Trương Dương muốn ở phong trạch làm mưa làm gió, Tôn Đông Cường so với Trương Dương thì tới phong trạch sớm hơn một bước, gã đối với tình thế chính trị của phong trạch thì nhận thức rõ hơn Trương Dương nhiều, sau khi tới phong trạch, Tôn Đông Cường một mực phụng hành nguyên tắc kiêm tốn làm người. Trong bất kỳ trường hợp công khai nào, gã đều ghi nhớ Thẩm Khánh Hoa mới là người đứng đầu của phong trạch, bố vợ Triệu Dương Lâm đã dạy hắn rằng lý niệm chính trị là phải che ánh sáng không để lộ ra ngoài, người làm đại sự thì phải có lòng nhẫn nãi, nhún nhường hôm nay là để mở mày mở mặt ngày sau. Tôn Đông Cường cũng có trí tuệ chính trị của mình, gã tin vào đạo lý trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, thẩm khánh hoa ở phong trạch đã hình thành một cái lưới lớn. Tôn Đông Cường tuy là thị trưởng nhưng gã không thể bước được vào cánh cửa đó, ở nơi này chỉ có thẩm khánh hoa mới có quyền lên tiếng. Ngoài biểu hiện thì Tôn Đông Cường tuy cung thuận, nhưng trong lòng thì lại cực kỳ bất bình, những chuyện phát sinh gần đây khiến cho gã có ý đồ muốn lợi dụng Trương Dương, nếu như Trương Dương có thể xé rách tấm lưới này. Đối với gã mà nói cũng không phải là không có lợi. Thế là trong chính phủ thành phố phong trạch lại có thêm một bộ môn mới văn phòng cải cách văn giáo vệ sinh. Bộ môn này trực thuộc phó thị trưởng Trương Dương, trước mắt thành viên của văn phòng có hai người, chủ nhiệm Thường Lăng Phong và phó chủ nhiệm Trương Duệ Dung. Theo tính khí của Trương Duệ Dung thì cô ta không cam tâm tiếp tục tục ở một nơi bé nhỏ như phong trạch này, nhưng phòng chiêu thương gian thành sau khi trải qua biến cố, Trương Duệ Dung biến thành thành thục hơn nhiều. Cô ta biết hài lòng với hiện trạng, ít nhất thì ngoài mặt không lộ ra sự bất mãn đối với hoàn cảnh hiện tại. Lúc trước khi gia nhập Quốc an, cô ta đầy lòng nhiệt tình, nhưng cô của cô ta lại phái cô ta tới Giang Thành. Sau khi tới châu Âu, sự quay về của cô ta biến thành xa vời, nhưng tâm thái của Trương Duệ Dung thì lại dần dần bình hòa. Cô ta thậm chí còn quên cả thân phận đặc công Quốc an của mình. Thường Lăng phòng đưa một phần tư liệu trong tay cho Trương Duệ Dung, "Tiểu Trương, cô giúp tôi chỉnh lý một chút." đây là mấy thương nhân có hứng thú đầu tư vào giáo dục trương duệ dung ngẩng mặt lên ánh mắt chạm nhau với thường lăng phong lộ ra mấy phần xấu hổ thường lăng phong cười cười gã luôn là như vậy tính tình nhãn nhặn đầy phong độ thân sĩ trương duệ dung và gã ở với nhau càng lâu trong lòng càng sinh ra một loại cảm giác thân thiết khôn tả cô ta ý thức được mình sở dĩ hài lòng với hiện tại có quan hệ cực lớn với thường lăng phong trương dương cười ha ha bước vào hai vị Tôi không làm phiền hai vị chứ?" Trương Duệ Dung trợn mắt lườm hắn, tuy thằng nhóc này hiện giờ đã lên làm phó thị trưởng, nhưng trong lòng Trương Duệ Dung căn bản vẫn không có quan niệm thượng cấp hạ cấp gì với hắn. Thường Lăng Phong cười nói, "Nói chuyện công tác thôi mà." Trương Dương cười xấu xa, nói, "Nơi này thế nào?" Trương Duệ Dung bảo, "Tôi nói này thị trưởng Trương, bản thân anh tới đây chịu khổ thì thôi đi, còn kéo chúng tôi đi cùng, có gì thú vị không?" Trương Dương nói, cái này đủ để chứng minh, tôi coi trọng năng lực của hai người, chúng ta là tình bạn ngàn năm. Trương Duệ Dung không khỏi mỉm cười, ai là bạn ngàn năm với anh, anh là thị trưởng, chúng tôi không dám với cao. Trương Dương cười hắc hắc, nói chế diễu tôi đây à. Cái chức phó thị trưởng này nghe thì kêu lắm, cũng chỉ là cấp phó ban thôi, chẳng khác gì trước đây cả, các người ngàn vạn lên đừng sản sinh khoảng cách ở trong lòng, tôi vẫn rất bình dị dễ gần. Thường Lăng Phong nói, hai người nói chuyện đi, tôi đi in tài liệu. Trương Dương nhíu mày, nói, mẹ kiếp, hiệu suất làm việc của Trương Đăng cao kém quá, tôi bảo gã đi kiếm cái máy in mà mấy ngày rồi trong văn phòng vẫn không có nổi đến một cái. Thường Lăng Phong nói, hiệu suất làm việc của quan viên phong trạch này tôi coi như là được lĩnh giáp rồi, tẹo nữa tôi tự móc hầu bao của mình đi mua vậy. Còn nữa, văn phòng này quá rách nát, cho dù là có người muốn đầu tư vào giáp dục nhìn thấy cùng gia phá viện này của chúng ta sợ rằng cũng sợ mà bỏ chạy. Trương Dương nhìn hoàn cảnh trong phòng quả thật có chút xấu xí, nhưng phong trạch từ bí thư thị ủy đều như vậy, trong văn phòng của ai cũng trông như thế này. Trương Duệ Dung nói, thị trường Trương, giờ càng ngày càng nóng rồi, có thể lắp điều hòa cho chúng tôi không, nếu không đợi thêm 3 ngày nữa là nóng chết cả lũ đấy. Trương Dương nói, tôi cũng không có điều hòa, cô tạm thời đừng có nghĩ tới làm gì, thành thị nhỏ, mọi người đều chịu khó chịu vậy. Triệu tĩnh thở dài, nói thị trường trương, tôi thấy anh đúng là không có quyền lên tiếng, ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm được. Trương Dương biết cô ta lại đang khích thường mình, mỉm cười nói, cô yên tâm đi, bơ sẽ có, bánh mì cũng sẽ có, đợi tất cả đi vào quỹ đạo rồi, tôi sẽ cản thiện hoàn cảnh làm việc cho cô trước tiên. Thường Lăng Phong đi ra. Trương Dương nói với Trương Duệ Dung, cái đó gần đây cô có liên hệ với tổ chức không trương duệ dung lắc đầu không thật hay giả đó trương duệ dung nói anh chẳng phải là rời khỏi tổ chức rồi ư sao đột nhiên lại hỏi về cái này trương dương kéo ghế ngồi xuống cạnh trương duệ dung nói khẽ tôi luôn cảm thấy cô của cô không dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy đâu sở dĩ lưu cô lại đây chính là để giám thị tôi trương duệ dung tức giận nói anh tưởng tôi thích ở đây lắm à cùng ra phá viện tôi là lên thuyền tặc muốn xuống cũng không được thôi hiện tại bọn họ không cho tôi về chẳng lẽ bị anh làm liên lụy nếu bảo tôi ở đời làm việc ở cái văn phòng này tôi chẳng thà chết đi cùng hơn trương dương cười hì hì đừng mà cô nếu chết thì lão thường thương tâm lắm trương duệ dung bị hắn nói cho mặt đỏ bừng mắng khẽ cút trương đại quan nhân cố ý nghiêm mặt nói sao lại nói chuyện với lãnh đạo như vậy không có quy củ gì cả phản rồi trương duệ dung nói thị trưởng trương anh còn có việc gì không cô bé này không ngờ lại hạ lệnh đuổi khách trương dương gật đầu nói đương nhiên là có rồi hắn tới là vì chuyện của phong trạch nhất trung hắn nghĩ đi nghĩ lại trưởng khoa tài vụ của phong trạch nhất trung đỗ ngọc lệ là một cửa đột phá nhưng khưu kim trụ lại không có chứng cứ cũng không tiện điều tra à thế là trương dương định nhờ vào quốc an đám người của quốc an này năng lực rất lớn nghe lén dình trộm bọn họ là giỏi nhất trương duệ dung nghe trương dương nói xong chuyện của hắn không khỏi cười bảo, thị trưởng Trương, anh đúng là dám nghĩ, loại chuyện nhỏ này mà cũng muốn nhờ tổ chức à. Trương Dương Hùng Hồng nói, tôi không nợ tổ chức, là tổ chức nợ tôi, giúp tôi làm chút chuyện coi như bồi thường cũng phải mà. Trương Duệ Dung nói, loại chuyện này nếu tôi báo lên trên, sợ rằng sẽ bị người ta cười rất cả răng. Không phải là điều tra một trưởng khoa tài vụ thôi ư, cái này có gì là khó đâu. Trương Dương nói, sao mà không khó. Viện kiểm sát, ủy ban kỷ luật tôi đều không tin tôi muốn điều tra ả à mà không làm kinh động tới người khác còn phải làm một cách tự nhiên độ khó rất lớn trương duệ dung nói tôi cho anh một chủ ý nhé trương dương nói xin rửa tay lắng nghe trương duệ dung nói nhưng chủ ý của tôi không thể cho không anh đâu nói điều kiện đi chỉ cần chủ ý của cô tốt có thể đạt được mục đích điều tra ả à, đồng thời điều kiện của cô không quá đáng tôi sẽ đáp ứng đúng là làm thị trường rồi có khác Nói năng nghiêm cẩn hơn nhiều. Trương Dương cười nói, tất nhiên, tôi là không ngừng tiến bộ trong đấu tranh mà. Trương Duệ Dung nói, lắp một cái điều hòa cho văn phòng của chúng tôi. Trương Dương gật đầu, tôi còn tưởng là chuyện gì lớn, cô nói trước đi, tôi xem xem chủ ý của cô có đáng với cái máy điều hòa không. Trương Duệ Dung nói, chuyện này rất đơn giản, anh nói rằng không muốn dùng cảnh phương để điều tra, lại thiếu chứng cứ, không có chứng cứ thì anh không thể chế tạo ra chứng cứ à? Trương Dương ngu ngơ hỏi, thế là sao? Trương Duệ Dung nói, phục anh rồi đó, với đầu óc của anh mà tổ chức lại vẫn coi trọng anh như vậy, coi anh như báu vật ý. Cô ta ghé sát vào Trương Dương, nói khẽ tôi bảo Đỗ Ngọc Lệ là trưởng khoa tài vụ của phong trạch nhất chung, muốn điều tra à, lại không muốn làm kinh động tới viện kiểm sát và ủy ban kỷ luật, có một biện pháp tốt nhất chính là chế tạo hiện trường phạm tội. Trương Đại Quan Nhân đảo mắt một vòng, chế tạo hiện trường phạm tội đúng là một câu nói làm tỉnh người trong mộng. Trương Dương sờ sờ gáy, mình sao không nghĩ ra nhỉ? Chỉ cần chế tạo một hiện trường phạm tội, cảnh sát mới có thể thoải mái gia nhập vào, tới lúc đó sổ sách của khoa tài vụ của phong trạch sẽ bị thu hết, sau đó thuận thế điều tra đỗ ngọc lệ, chỉ cần từ trên người ả mở ra được một cái lỗ, chuyện của phong trạch nhất chung sẽ tự nhiên sáng tỏ. Trương Dương càng nghĩ càng đắc ý, đứng dậy cười lớn rồi rời khỏi văn phòng. Ở ngoài cửa thì đụng phải Thường Lăng Phong đi in tài liệu quay lại, Thường Lăng Phong mặt đầy vẻ nghi hoặc nhìn hắn, đợi hắn đi xa rồi mới hỏi Trương Duệ Dung có chuyện gì mà anh ta cao hứng thế. Trương Duệ Dung nói, đã nói với anh là hắn bị bệnh thần kinh rồi mà. Trương Đại Quan Nhân không phải là bị bệnh thần kinh, sự nhắc nhở của Trương Duệ Dung khiến cho hắn sáng tỏ thông suốt, tối hôm đó hắn mặc quần áo màu đen, đầu đội tất chân, dưới sự yểm hộ của tạo hình kinh điển này lèn vào trong phong trạch nhất chung mục đích của Trương Dương rất rõ ràng. Khoa tài vụ, bằng vào khinh công của hắn, thần không biết quỷ không hay tiềm nhập vào khoa tài vụ căn bản không phỉa là việc gì khó. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, trương đại quan nhân nảy cửa phòng khoa tài vụ, tiến vào khoa tài vụ, làm lộn xộn đồ đạc ở bên trong. Trương Dương không mang theo gì cả, mục đích của hắn chỉ là chế tạo hiện trường, chế tạo thành cảnh vừa bị trộm cắp, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn hài lòng rời đi. Sau khi an toàn rời khỏi hiện trường, Trường đại quan nhân nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng, hắn ấn số di động của đại đội hình cảnh khưu kim trụ, đại đội khưu, khoa tài vụ của phong trạch nhất trung bị người ta trộm đồ, mau tới hành động đi. Ở bên cạnh khưu kim trụ truyền tới giọng nói của nữ nhân, ai thế? Nửa đêm nửa hôm còn gọi điện thoại. Trường đại quan nhân cười lạnh một tiếng, phía khưu kim trụ lập tức tỉnh ngủ, trong đầu hiện ra một dấu hiện kinh thán to lớn. Ta ích, thằng ôn này đúng là dám chơi chương 369, điểm đánh vào. Mạnh Tông Quý nghe nói khoa tài vụ bị trộm thì cả người toát mồ hôi lạnh. Cái này ứng với một câu, phúc vô song trí hỏa bất đan hành, phúc không bao giờ cùng đến mà hỏa thì không bao giờ đi lẻ chuyện của phong trạch nhất chung đã không ít rồi. Sau khi nhận được tin tức, Mạnh Tông Quý vội vàng tới trường học, cảnh sát đang tra xét hiện trường, đại đội trưởng hình cảnh khưu kim trụ phụ trách chỉ huy điều động ở hiện trường. Trường khoa tài vụ Đỗ Ngọc Lệ tới trước Mạnh Tông Quý, cảnh sát sau khi hoàn thành chụp chiếu thu thập chứng cứ, do Khưu Kim Trụ tự mình cùng Đỗ Ngọc Lệ kiểm tra tổn thất, Đỗ Ngọc Lệ kiểm tra tỉ mỉ trong phòng một hồi, sau cùng đi tới trước két đựng tiền, cô ta thấy két đựng tiền không bị nậy, liền thở phào, nói, đội trưởng Khưu, tôi thấy chắc là không mất thứ gì quan trọng đâu. Khưu Kim Trụ nói, mở két ra kiểm tra một chút. Đỗ Ngọc Lệ nói, không cần, két bảo hiểm không bị nậy. Khưu Kim Trụ cười nói, trưởng khoa Đỗ à, hiện tại kẻ trộm rất lợi hại, bọn chúng có thể phá giải mật mã của kết bảo hiểm, thần không biết quỷ không hay lấy đồ bên trong, cô không mở kết bảo hiểm ra thì chúng tôi không thể điều tra rõ cả chuyện này, vạn nhất mất thứ gì thì chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu đó. Đỗ Ngọc Lệ nửa tin nửa ngờ câu này của Khưu Kim Trụ, nhưng trong lòng cũng không dám chắc cho nên vẫn mở kết bảo hiểm ra, đồ bên trong vẫn còn, nhưng khiến tất cả mọi người người đều cảm thấy kinh ngạc là bên trong lại đặt 5 vạn đồng tiền mặt, điều này rõ ràng đã làm trái với chế độ tài vụ tương quan. Đỗ Ngọc Lệ kiểm tra kết bảo hiểm xong liền hoàn toàn yên tâm, nói chắc là không thiếu thứ gì rồi. Lúc bà ta muốn đóng kết bảo hiểm lại thì Khưu Kim giữ lấy cửa kết, nói với trợ thủ ở bên cạnh kiểm tra đồ trong kết đi. Đỗ Ngọc Lệ nghe vậy liền hoảng lên, không cần. Mặt Khưu Kim trụ lập tức trầm xuống, trưởng khoa đỗ, rốt cuộc cô là cảnh sát hay tôi là cảnh sát? Tôi phụ trách vụ án này, tôi có trách nhiệm điều tra rõ sự việc, hiện tại cô đứng sang một bên để đợi đi, lúc nào cần cô tử tôi sẽ tìm. Đỗ Ngọc Lệ cắn chặt môi, nhìn khuôn mặt âm trầm của Khưu Kim Trụ, cũng không dám cãi cọ với gã. Thứ trong kết bảo hiểm thật sự không ít, không những có 5 vạn đồng tiền mặt, còn một ít sổ tiết kiệm và sổ kế toán, kiểm tra sợ bộ một chút, chỉ con số trong sổ tiết kiệm cũng tới 33 vạn đồng, còn những thứ viết trên sổ kế toán thì Khưu Kim Trụ đọc không hiểu, dẫu sao thì gã cũng không phải là kế toán chuyên nghiệp, gã thu những sổ kế toán này làm chứng cứ, sau đó nói với bộ hạ, mời đồng chí Đỗ Ngọc Lệ theo chúng tôi về Cục Công an hiệp trợ điều tra. Mạnh Tông Quý tận mắt nhìn thấy Đỗ Ngọc Lệ bị giải lên xe cảnh sát, y có chút bất an đi hỏi, Khưu Kim Trụ giải thích với y là hiệp trợ điều tra vụ án, nhưng Mạnh Tông Quý từ trong mắt Đỗ Ngọc Lệ đọc được sự hốt hoảng bên trong, y cảm thấy có chút bất diệu. Trước khi Đỗ Ngọc Lệ lên xe, nói với gã mấy chữ bằng khẩu hình, Mạnh Tông Quý từ trong khẩu hình của Đỗ Ngọc Lệ đoán ra rằng cô ta muốn nói là xảy ra chuyện rồi lúc ban đầu khưu kim trụ hỏi rất quy củ gã mỉm cười nói với đỗ ngọc lệ trưởng khoa đỗ cô đừng kinh hoàng tôi gọi cô tới chỉ để hiệp trợ điều tra để nhanh chóng làm rõ vụ án này thôi đỗ ngọc lệ tuy trong lòng thấp thỏm nhưng ngoài mặt vẫn rất chấn định cô ta mỉm cười nói hiệp trợ cơ quan công an điều tra là nghĩa vụ của mỗi công dân tôi nhất định sẽ chi vô bất ngôn ngôn vô bất tận khưu kim trụ cười cười Câu đầu tiên gã hỏi lại khiến cho Đỗ Ngọc Lệ trở tay không kịp, căn cứ vào sự kiểm kê của chúng tôi, trong kết bảo hiểm có 5 vạn đồng tiền mặt, sổ tiết kiệm ghi có 33 vạn, xin hỏi cô làm vậy có hợp với chế độ tài vụ không? Đỗ Ngọc Lệ ngây ra một lát rồi nói, những chuyện này có liên quan tới án tình không? Khưu Kim Trụ nói, tôi muốn biết trừ 5 vạn đồng này ra, trong kết bảo hiểm còn có thứ gì khác nữa không? Đỗ Ngọc Lệ lắc đầu, kiên quyết nói, tôi dám bảo đảm rằng bên trong kết bảo hiểm không mất thứ gì, trong khoa tài vụ cũng không mất gì. Khưu Kim Trụ cười ha ha, nói trưởng khoa đỗ, cô có phải là muốn nói với tôi rằng, tên trộm tối qua sau khi lẻn vào khoa tài vụ, không trộm đi thứ gì phải không? Hắn chỉ làm loạn căn phòng, sau đó bỏ đi, phải thế không? Đỗ Ngọc Lệ ấp a à ấp úng, nói có lẽ. Đừng có dùng hai từ có lẽ này, cảnh sát chúng tôi tra án chú trọng tới chứng cứ, nếu như hắn chỉ vì muốn lẻn vào để làm bừa bộn căn phòng tên trộm này thực sự là đùa dai tới cực điểm trưởng khoa đỗ tôi hy vọng cô nói thực với chúng tôi bất kỳ sự che giấu nào cũng đều không giúp được cho án tình đỗ ngọc lệ có chút tức giận rồi cô ta rít lên tôi vì sao phải che giấu căn bản là không mất gì cả anh bảo tôi phối hợp điều tra tôi toàn bộ đều nói thật tôi việc gì phải che giấu khưu kim trụ nói tôi không biết là cô có cần phải che giấu hay không nhưng tôi hoài nghi khoa tài vụ mất đồ, mỗi một đơn vị đều có sổ sách, cô thân là trưởng khoa tài vụ, phương diện này là sở trường chuyên nghiệp của cô, tôi tin sổ sách của cô cũng ghi chép rõ ràng, hiện tại trong tay tôi có một sổ kế toán, chỉ cần bảo bộ môn kế toán gia nhập, tất cả rất nhanh có thể tra rõ, trưởng khoa đỗ, tôi hy vọng cô hãy nói thật. Đỗ Ngọc Lệ gấp đến sắp khóc lên rồi, tôi xin thề, thật sự là không mất gì cả, không mất gì cả mà bản tính vui mừng trước tai họa của người khác của khưu kim trụ lại bắt đầu tác quái trong lòng thằng ôn này sản sinh ra khoái cảm vô cùng điện thoại báo án là trương dương gọi không cần hỏi cũng biết vụ án oan này chính là một tay phó thị trưởng trương sắp đặt và tự mình thực hiện so với đỗ ngọc lệ mình vẫn tính là may mắn lắm khưu kim không khỏi thầm kêu may mắn tuy bị sỉ nhục và làm khó nhưng sau cùng vẫn may mắn đứng ở vị trí chính xác có thể làm việc cho phó thị trưởng trương đó là vinh hạnh Khưu Kim Trụ trong lúc thẩm vấn bị Triệu Quốc Đống mời tới, sắc mặt của Triệu Quốc Đống bất thiện, gã vừa nhận được điện thoại của Mạnh Tông Quý, Mạnh Tông Quý rất sợ hãi, ý ý thức được Đỗ Ngọc Lệ bị bắt đi là dấu hiệu bất thường, lần này vụ án mất đồ của khoa tài vụ rất có khả năng sẽ làm lộ ra cái quỹ ngầm mà y giấu giếm, phong trạch nhất chung có hai sổ kế toán, một công khai, một bí mật, sổ kế toán bí mật này chỉ có Mạnh Tông Quý và Đỗ Ngọc Lệ biết. Hai ngày nay Mạnh Tông Quý lo lắng không thôi, việc nợ lương nhân viên giáo viên khiến cho y không thở nổi, y đề xuất với Đỗ Ngọc Lệ lấy tiền từ trong kho bỏ nhỏ ra ứng trước, nhưng Đỗ Ngọc Lệ khuyên y đừng có làm vậy, nếu làm vậy, người khác khẳng định sẽ truy hỏi nguồn gốc của số tiền này, tài phú của quỹ ngầm nhỏ tích được cũng không phải là dễ dàng gì, đã che được tai mắt của mọi người, hiện tại anh muốn lấy tiền ra, chẳng khác nào tuyên bố với mọi người rằng anh dở trò trên tài vụ. Cả ngày khóc lóc với người ngoài cũng đều là giả, Mạnh Tông Quý sau khi được Đỗ Ngọc Lệ nhắc nhở, cũng cho rằng rất đúng, tiền không quý ngầm nhỏ không thể để lộ ra ngoài được, từ từ tiêu xài cũng được, từ từ giấu cũng được, nhưng nói chung là không thể để lộ ra ngoài. Nhưng mạnh tông quý không ngờ khoa tài vụ lại xảy ra chuyện, sau khi nghe nói khoa tài vụ xảy ra chuyện, chuyện đầu tiên mà y nghĩ tới chính là cái quỹ ngầm của y, nghe nói bên trong kết bảo hiểm tìm ra 5 vạn đồng tiền mặt, đầu y kêu ong ong. Con đàn bà ngu ngốc này, vì sao lại đặt nhiều tiền mặt ở trong kết bảo hiểm như vậy? thế chẳng khác nào là để người khác nắm thóp. Đáng tiếc mình chiều hôm qua còn giả vờ khổ sở tỏ ý với các giáo viên rằng đang nỗ lực xoay tiền, xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi, tiền lương nhất định sẽ được phát, lần này thì người ta sẽ nói gì đây? Trong kết bảo hiểm có 50 vạn, anh vì sao không phát? Vì sao còn nói với chúng tôi là không có tiền? Điều mà Mạnh Tông Quý lo lắng nhất chính là Đỗ Ngọc Lệ, nữ nhân có tinh minh hơn nữa một khi tiến vào cơ quan công an cũng sẽ sợ hãi, vạn nhất Đỗ Ngọc Lệ bị người ta dọa nói ra những lời không nên nói, há chẳng phải là phiền phức lớn ư? Mạnh Tông Quý Thế là liền nhớ tới Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống và em vợ của Thẩm Khánh Hoa, Mạnh Tông Quý là con nuôi của Trầm Mẫu, y và Trung Quốc bình thường quan hệ cũng không tồi, Triệu Quốc Đống cũng đưa không ít học sinh tới trường học. Triệu Quốc Đống lúc này mới cắt đứt quá trình thẩm vấn của Khưu Kim Trụ, gọi gã tới. Khưu Kim Trụ tâm tình không tồi, mỉm cười nói với Triệu Quốc Đống, "Cục trưởng Triệu, tìm tôi có chuyện gì à?" triệu quốc đống nói lão khư à anh còn hiềm phong trạch nhất trung chưa đủ loạn à còn muốn gây thêm loạn ư khư kim trụ hiểu rõ mà còn giả vờ hồ đồ triệu cục tôi không gây loạn người ta báo mất khắp tôi theo lệ tới điều tra tên trộm này là gây án ở khoa tài vụ của phong trạch nhất trung tôi nếu không hỏi thì người ta nói tôi tất trách triệu quốc đống nói nghe nói anh kéo trưởng khoa tài vụ về đồn khư kim trụ nói vâng đó là để tìm hiểu tình huống anh không thể tìm hiểu tình huống ở trường học được à? Bắt người ta lên xe cảnh sát lôi về cục, người khác còn cho rằng là cô ta có liên quan tới vụ án này, tra án thì phải dùng đầu óc chứ, biết cái gì gọi là nhân tính hóa không? Phải để ý tới cảm thụ của người dân chứ. Trận mắng mỏ kiểu bề trên của Triệu Quốc Đống khiến cho Khưu Kim Trụ cảm thấy không thoải mái, oán niệm của Khưu Kim Trụ đối với Triệu Quốc Đống cũng không phải là ngày một ngày hai, nhiều ngày nay phải sống dưới cái bóng của Triệu Quốc Đống thậm chí ngay cả vinh dự của mình cũng bị thằng ôn này cướp đi ngoài mặt thì khưu kim trụ rất phục rất phối hợp với triệu quốc đống nhưng trong lòng lại hận tới cực điểm trước đây gã một mực áp chế cừu hận nhưng từ sau khi trương dương xuất hiện cừu hận của khưu kim trụ đối với triệu quốc đống cũng bắt đầu khôi phục triệu quốc đống nói lão khưu à mau thả đỗ ngọc lệ về đi đừng khiến cho lòng người hoảng loạn nữa khưu kim trụ nở nụ cười đạo đức giả nói được tôi sẽ thả cô ta về Đỗ Ngọc Lệ này không đơn giản, không ngờ lại cất 5 vạn đồng tiền mặt trong kết bảo hiểm. Những lời này của Khưu Kim Trụ là cố ý nói cho Triệu Quốc Đống nghe. Triệu Quốc Đống nhíu mày, phản ứng đầu tiên của gã là Đỗ Ngọc Lệ nắm kim khố ngầm chẳng trách biểu hiện của mạnh tông quý lại khẩn trương như vậy. Triệu Quốc Đống tuy nghĩ tới được đây, nhưng gã lại không thể nghĩ sâu thêm một bước, vụ án trộm đồ lần này là Trương Dương liên thủ với Khưu Kim Trụ bố trí. Khưu Kim Trụ thả Đỗ Ngọc Lệ về, nhưng sổ kế toán thì lại không trả cho cô ta, sổ kế toán này giao vào tay Trương Dương. Trương Dương giống như Khưu Kim Trụ, cũng đọc không hiểu sổ kế toán này, nhưng ở bên cạnh hắn có Thường Lăng Phong, cho nên bất kỳ vấn đề gì cũng không giấu được họ. Thường Lăng Phong bỏ gần một tiếng để nhìn ra hết trăm ngàn chỗ hở trong sổ kế toán này, bằng vào quyển sổ này có thể chứng minh tài vụ của Phong Trạch Nhất Trung cực kỳ hỗn loạn. Các mục và sổ sách để ứng phó với thẩm kế của Phong Trạch Nhất này có sự chênh lệch rất lớn, Thường Lăng Phong nói, gan của tên mạnh tông quý này rất lớn, từ quyển sổ kế toán này có thể nhìn ra, y che giấu không ít thu nhập. Trương Dương nói, hiện tại có thể tính là chứng cứ xác thực rồi không? Thường Lăng Phong nói, quyển sổ này là đủ để khiến y xuống đài rồi. Mẹ của Thẩm Khánh Hoa sống ở trong tầng trệt của viện gia thuộc thị ủy, không phải là bởi vì Thẩm Khánh Hoa không muốn ở cùng với mẹ, mà là lão thái thái thích mình có một căn nhà riêng, nhàn rỗi không có việc gì làm thì nuôi gà nuôi vịt trong vườn, Tuy viện gia thuộc thị ủy đã có mệnh lệnh rõ ràng là không được nuôi gia súc gia cầm trong nhà, nhưng chẳng ai lại đi can thiệp vào chút sở thích của lão thái thái, mà cũng chẳng ai dám quản. Thẩm Khánh Hoa mỗi ngày sau khi tan làm chuyện đầu tiên chính là tới chỗ mẹ thăm hỏi, lão thái thái xuất viện chưa được mấy ngày, tinh thần mấy ngày nay vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Thẩm Khánh Hoa đi tới ngoài vườn thì nghe thấy tiếng cười của mẹ, y không khỏi mỉm cười, mẹ vui thì y cũng vui. Cửa vườn mở ra, mấy con gà đang mổ thóc trong vườn lưu lão thái thái ngồi trên ghế con trai nuôi mạnh tông quý của bà ta đang ngồi ở bên cạnh bà ta vừa đấm bóp chân cho lão thái thái vừa tiếp chuyện nhìn thấy lão thái thái rất vui vẻ bị chọc cho cười không ngừng nhìn thấy thẩm khánh hoa vào mạnh tông quý vội vàng đứng dậy anh anh về rồi à thẩm khánh hoa ừ một tiếng mạnh tông quý ân cần đi mang ghế tới anh anh ngồi đi em đi rót trà cho anh Thẩm Khánh Hoa cười nói, tôi sao cảm thấy mình giống như là người khác vậy. Lưu lão thái thái nhìn con trai một cái, ý vị thâm trường, nói con mỗi ngày đều tới một lần, mông còn chưa chạm ghế đã đi. Tông quý mỗi ngày đều tới tán gẫu với mẹ, lúc nào cũng giúp mẹ vui vẻ, khi nào yên tâm mới đi, con trai nuôi so với con ruột của mẹ còn ân cần hơn. Mạnh tông quý quý bưng trà ra, đặt trà lên ghế băng, nói mẹ, mẹ đừng nói vậy, anh con công tác bận rộn, Chuyện lớn chuyện nhỏ của Phong Trạch đều là anh ấy phải lo, cho dù là anh ấy bận như vậy mà mỗi ngày vẫn tới thăm mẹ đã là không dễ dàng gì rồi. Lưu Thái Thái cười tủm tỉm nhìn Mạnh Tông Quý, nói: "Thằng bé này thật là biết nói những lời khiến người ta mát lòng." Bà ta đứng dậy, nói: "Muộn rồi thì đừng có về nữa, buổi trưa mẹ có giết hai con gà mái, đang ninh trong nồi rồi, canh gà mái thơm lắm, hai đứa ngồi nói chuyện đi, mẹ đi xem thế nào." Mạnh Tông Quý nói: "Mẹ, để con đi." Lưu lão thái thái xua tay, nói, hai anh em con ngồi nói chuyện đi, một người đi chuẩn bị là được rồi. Lão thái thái vừa vào phòng bếp, nụ cười trên mặt thẩm khánh hoa liền tắt ngóm, mạnh tông quý nhìn thấy vẻ mặt của y, trong lòng đầy thấp thỏm, dè dặt hỏi, anh. Trường học sao rồi, ba ngày thì hai lần xảy ra vấn đề, hiện tại khắp nơi đều đồn đại trong kết bảo hiểm của trường học của cậu có tiền, nhưng lại giữ khư khư không phát lương cho giáo viên, có thật là có chuyện này không? Mạnh Tông Quý nói, anh, em sai rồi. Thẩm Khánh Hoa tức giận nhìn Mạnh Tông Quý, nói rõ ra đi. Mạnh Tông Quý lúc này mới kể lại đầu đuôi việc mình thiết lập quỹ đen với Thẩm Khánh Hoa, còn hai sổ kế toán của trường học, y cũng không dám giấu, sổ đã bị mang đi rồi, y muốn tiên hạ thủ vi cường, kế sách hiện giờ là chỉ cố có, có được sự tha thứ của Thẩm Khánh Hoa, thì mình mới thoát khỏi một kiếp này. Sắc mặt của Thẩm Khánh Hoa càng lúc càng khó coi, sau khi nghe xong thì chỉ vào mũi mạnh tông quý gan của cậu lớn thật mạnh tông quý nói anh đừng có gọi tôi là anh thẩm khánh hoa gầm lên lưu lão thái thái nghe thấy động tĩnh thì từ trong phòng chạy ra sao thế anh làm bí thư thị ủy rồi thì to lớn ngay cả đứa em này cũng không nhận hả thẩm khánh hoa bất lực cố áp chế lửa giận nặn ra một nụ cười với mẹ nói mẹ không có chuyện gì đâu chúng con nói đùa thôi mà lưu lão thái thái nói tông quý tuy là con trai nuôi của tôi nhưng tôi coi nó như là con ruột vậy nó so với anh thì còn hiếu thuận hơn nhiều nó nếu xảy ra chuyện gì anh không giúp thì tôi cả đời này cũng không tha thứ cho anh đâu nói xong mắt lão thái thái đỏ lên quay người đi thẩm khánh hoa sợ nhất là khiến mẹ thương tâm vội vàng đỡ mẹ nói mẹ mẹ đừng nói vậy con có nói là không giúp cậu ấy đâu nào mạnh tông quý ở bên cạnh nói anh em sai rồi em bây giờ sẽ đi nhận sai sót với ủy ban kỷ luật tỉnh anh yên tâm chuyện em làm không liên quan gì tới anh cả lưu lão thái thái nghe vậy liền hoảng lên nắm lấy ta mạnh tông quý nói tông quý con đã làm gì thẩm khánh hoa thở dài nói cậu ngồi xuống cho tôi tôi còn chưa hỏi xong mạnh tông quý trong lòng mừng rơn y biết thẩm khánh hoa khẳng định là sẽ ra tay giúp mình sau khi lão thái thái quay về phòng bếp thẩm khánh hoa mới nói cậu lấy bao nhiêu tiền từ công quỹ mạnh tông quý vội vàng lắc đầu anh em không lần một phân tiền công quỹ xây dựng quỹ ngầm cũng là để làm phúc lợi cho giáo viên bình thường làm việc cũng phải dùng tiền công nói chung là em đều chi trong việc công không có mưu đồ một phân tiền phúc lợi nào cho bản thân thẩm khánh hoa tất nhiên không tin những lời này của mạnh tông quý y nhắm mắt lại nghĩ một lát rồi nói cậu nói là có hai sổ kế toán à mạnh tông quý gật đầu ngoài sáng có một quyền, sau lưng có một quyển, hiện tại không những là chúng em, em dám nói rằng 90% xí nghiệp đều làm vậy, khách sạn ở phong trạch không ngừng mở, tử điếm đẳng cấp cao cơ hồ là nở rộ, lại có mấy người bỏ tiền của mình ra ăn cơm. Ăn uống từ công quỹ, thanh toán kiểu gì, đại bộ phận là tới từ quỹ ngầm. Thẩm Khánh hoa hừ một tiếng, dọa cho mạnh tông quý giật bắn người. Mạnh tông quý đầy vẻ ủy khuất, nói anh, từ khi Trương Dương tới, hắn cứ soi mói em suốt. Thẩm Khánh Hoa tức giận nói, bản thân cậu mông không chùi cho sạch, không ngờ còn đổ tại người khác. Mạnh Tông Quý mặt đỏ bừng ngậm miệng lại. Thẩm Khánh Hoa nói, cậu nói rõ vấn đề ra đi, sổ sách cũng làm cho rõ ràng, tôi sẽ bắn tiếng với phía ủy ban kỷ luật, trước tiên nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, sau này hãng nghĩ tới vấn đề công tác. Mạnh Tông Quý trợn tròn mắt, Thẩm Khánh Hoa tuyên bố như vậy chẳng khác nào kiếp hiệu trưởng của y kết thúc từ đây, Mạnh Tông Quý không cam lòng, Nói anh, xuất lên lớp của phong trạch nhất chung ở gian thành là đệ nhất, em quản lý. Thẩm Khánh Hoa bực bội ngắt lời y, trình độ quản lý của cậu có cao hơn nữa thì có sao, cậu nợ lương của giáo viên, thế là đủ để xử lý cậu rồi, cậu tự mình nghĩ cho kỹ đi, là cậu tự đi hay là để người khác đuổi cậu đi. Sau khi Mạnh Tông Quý ngẫm nghĩ thật kỹ, y cuối cùng cũng quyết định chủ động từ chức, lý do rất thường thấy bởi vì điều kiện sức khỏe không thể nào thích ứng với công tác của hiệu trưởng cho nên chủ động rút lui. Đơn từ chức được đưa đến tay Cục trưởng Cục Giáo dục Lưu Cường, Lưu Cường không chậm chế một chút nào, lại đưa đơn từ chức cho Phó Thị trưởng Trương. Trương Dương nhìn thấy đơn từ chức này cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Trong mắt hắn, mạnh tông quý đây là lấy lùi làm tiến, rút vào chỗ an toàn để phòng ngự. Trương Dương đọc một lượt đơn từ chức rồi ném sang một bên, nói với Lưu Cường, ông thấy sao? lưu cường nói ý nguyện từ chức của đồng chí mạnh tông quý rất kiên quyết sức khỏe của anh ta luôn không tốt huyết áp cao bệnh đái đường nếu như chúng ta còn kiên trì bắt anh ta tiếp tục làm công tác quản lý tựa hồ như có chút không hợp nhân tình trương đại quan nhân cười khinh thường lão lưu chúng ta trong lòng đều rõ mạnh tông quý từ chức tuyệt không phải vì nguyên nhân sức khỏe lưu cường xấu hổ ho khan một tiếng trương dương hớp một ngụm trà nói nghe nói là từ vụ mất trộm ở khoa tài vụ từ trong kết bảo hiểm lấy ra 50 vạn tiền mặt, sổ tiết kiệm hơn 30 vạn, còn có một quyển sổ kế toán bí mật. Phong trạch nhất chung không phải là không có tiền, không phải là không phát được lương là do y tự lập quỹ ngầm, thừa cơ kiếm lợi bỏ túi, khi dưới lừa trên. Lưu Cường cười nói, nghe nói ủy ban kỷ luật và ban thẩm tra đang liên thủ điều tra chuyện này, chuyện trước khi chưa rõ ràng, không tiện nói. Vợ của y là bí thư ủy ban kỷ luật, những gì nghe được tất nhiên là lão bà nói. Trương Dương không ôm quá nhiều hy vọng với kết quả điều tra của Ủy ban Kỷ luật và Ban Thẩm tra, đây cũng chính là nguyên nhân mà hắn thả dùng khưu kim trụ chứ không muốn thông qua Ủy ban Kỷ luật. Hắn đã ý thức được cả hệ thống phong trạch là một cái thùng sắt lớn, bọn họ giúp nhau canh chừng, đầu đuôi ăn khớp, người ngoài rất khó mà chen vào được. Mạnh Tông Quý nộp đơn từ chức, tuyệt không phải là tuyên cáo thất bại, y là đang xây dựng một phóng tuyến khác. Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy rất rõ ràng, thậm chí trước chuyện này hắn đã dự liệu được mạnh tông quý sẽ có hành động này rồi. Trương Dương cũng không định đuổi cùng giết tận, truy đánh mạnh tông quý cũng chẳng có ý tứ gì cả, trong thể chế phong trạch, quan hệ giữa các bộ môn rắc rối phức tạp, dính dáng rất sâu, mình trước khi chưa rõ tình huống cụ thể mà manh động mạo hiểm thì chỉ tổ tự đưa bản thân và khốn cục. Có nhận thức này, Trương Đại quan nhân xử lý vấn đề lại lộ ra vẻ nhàn nhã có thừa, hắn mỉm cười, nói có nhân tuyển thay thế thích hợp chưa? Lưu Cường nói: "Phạm Đạo Văn của trường trung học số 3 Phong Trạch không tồi, làm công tác quản lý nhiều năm, có kinh nghiệm, có nhiệt tình, có năng lực." Trương Dương cười nói: "Việc gì phải mời hòa thượng bên ngoài tới nhiệm kinh, tôi thấy tạm thấy cứ chọn nhân tuyển thay thế từ trong nội bộ Phong Trạch nhất chung đi." Trương Dương không quen Phạm Văn Đạo, tất nhiên là đừng nói gì đến chuyện hiểu về người đó, nhưng đã là Lưu Cường tiến cử, hắn có chút rẻ chừng, cái địa phương Phong Trạch này quá chú trọng quan hệ nhân tình. Lưu Cường không phải là vô duyên vô cớ lại đi tiến cử Phạm Đạo Văn, khẳng định là hai người họ có quan hệ không tầm thường, điểm này Trương Dương không đoán sai, Phạm Đạo Văn có quan hệ bạn học với Lưu Cường. Lưu Cường muốn nhân cơ hội này để bạt người của mình, không ngờ lại bị Trương Dương phủ quyết rất dứt khoát. Trong lòng y thầm thấy lạ, mạnh tông quý vì bệnh mà từ chức, hiện tại phong trạch nhất chung không có hiệu trưởng, nếu như không có nhân tuyển thay thế, tình huống của phong trạch nhất chung chỉ tổ càng loạn thêm, chẳng lẽ đây đã là tính toán từ trước cuộc thi giữa kỳ của phong trạch nhất trung kết thúc trong trắc trở chức trách của hiệu trưởng mạnh tông quý cũng đi tới hồi kết phó thị trưởng trương dương cục trưởng cục giáo dục lưu cường đặc biệt tới phong trạch nhất trung tham gia đại hội giáo viên nhân viên toàn trường lần này trong lễ đường của trường học cục trưởng cục giáo dục lưu cường ở trước mặt mọi người tuyên bố tin tức mạnh tông quý vì bệnh mà từ chức tin tức này đối với giáo viên và nhân viên của phong trạch nhất trung mà nói thì rất đột nhiên sau khi lưu cường tuyên bố trong hội trường trở nên xôn xao, các giáo viên nhao nhao nghị luận, mạnh tông quý đột nhiên từ chức khiến mọi người không thể không nghĩ nhiều. Lưu Cường tiếp theo tuyên bố quyết định miễn chức trưởng khoa khoa tài vụ của Đỗ Ngọc Lệ, hôm nay hai người đương sự không có mặt, mạnh tông quý đã tới bệnh viện, Đỗ Ngọc Lệ thì xin nghỉ bệnh, bọn họ đều không muốn đối diện với cục diện khó xử này. Sau khi Lưu Cường tuyên bố hai tin tức quan trọng này, liền đưa micro cho Trương Dương, y trịnh trọng nói tiếp theo xin mời thị trưởng Trương lên phát biểu. Tiếng vỗ tay lừa thưa, lòng nhiệt tình của các giáo viên không cao, mạnh tông quý từ trước cũng được, tiếp tục làm cũng được. Đối với giáo viên bọn họ mà nói thì ai làm hiệu trưởng không quan trọng, quan trọng nhất là tiền lương của họ có thể kịp thời dưa sống. Trương Dương gõ gõ micro, cười nói, chào mọi người, có thể là mọi người không quen thuộc với tôi, tôi tên là Trương Dương, vừa tới phong trạch nhậm chức không lâu, thị lý giao cho tôi quản lý văn giáo vệ sinh, lúc trước tôi có tới trường học hai lần lần đầu là bởi vì bãi khóa bãi thi, một lần là bởi vì chủ thầu dẫn nông dân công tới gây chuyện, hai lần đều không phải là chuyện tốt gì. Dưới bục vang lên tiếng cười, đích xác là gần đây chuyện phát sinh ở phong trạch nhất trung quả thực là quá nhiều. Trương đại quan nhân còn chưa nói thực, hắn tới phong trạch nhất trung không phải chỉ hai lần, hắn bỏ qua chuyện vào một đêm gió mát trăng thanh, một mình lẻn vào khoa tài vụ của phong trạch nhất trung nữa. Trương Dương nói, có câu sự bất quá tam, hôm nay tôi đến phong trách nhất chung lần thứ ba, tôi hy vọng bắt đầu từ hôm nay có thể mang tới cho phong trách nhất chung tình cảnh tốt, có thể khiến vận khí của mọi người đều biến thành tốt hơn. Bên dưới có giọng nói, thị trường trương, tiền lương của chúng tôi giải quyết sau đây. Cục trưởng Cục Giáo dụng trừng mắt lườm về phía phát ra giọng nói, y muốn tìm xem người phá đám là ai. Trương Dương cười nói, tôi vừa mới nói rồi, tôi là phó thị trưởng phân quản văn giáo vệ sinh, tôi phụ trách chủ tính chung, phụ trách toàn cục, chuyện cụ thể do hiệu trưởng của các vị phụ trách. Câu nói này lập tức làm giấy lên sự bất mãn của nhân viên giáo viên trong trường, vị phó thị trưởng trương này căn bản là né tránh vấn đề chủ yếu. Bên dưới lại bắt đầu nhao nhao nghị luận, các giáo viên chỉ có thể dùng phương thức này để phát tiết sự bất mãn của mình. Lưu Cường thấy bên dưới lại loạn, vỗ vỗ bục chủ tịch, nói yên lặng, yên lặng. Trương Dương nụ cười không đổi, tôi còn chưa nói xong, tôi có một tin tức quan trọng muốn tuyên bố, Chuyện này có liên quan trực tiếp tới công tác sau này của các vị. Nghe thấy Trương Dương nói vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Trương Dương nói, hiệu trưởng mạnh bị bệnh từ trước, phong trách nhất chung của chúng ta tạm thời lâm vào cục diện quần long vô thủ, một đoàn đội không có người đứng ra lãnh đạo, rất khó sản sinh ra lực ngưng tụ, mà không có lực ngưng tụ thì không thể làm tốt công tác, cho nên trải qua sự hiệp thương giữa tôi và các vị phụ trách của cục giáo dục, đã đưa ra quyết định. Nói tới đây hắn cố ý dừng lại, Lưu Cường ngơ ngác nhìn hắn, trước đây bọn họ đúng là có từng bàn bạc, nhưng mình đề xuất để Phạm Đạo Văn tiếp nhận công tác của Mạnh Tông Quý lại bị Trương Dương phủ quyết rồi, sau đó chuyện này tới đó là dừng, hiện tại hắn lại nói hiệp thương cái gì? Trong hồ lô của thằng Ôn này rốt cuộc là bán thuốc gì? Trương Dương nói, kinh qua sự suy nghĩ thậm trọng của chúng tôi, quyết định do đồng chí Thường Lăng Phong, chủ nhiệm ban cải cách văn giáo vệ sinh tạm thời giữ chức hiệu trưởng của phong trách nhất chung, hiệu trưởng thường là tiến sĩ từng du học ở Nhật về phương diện kinh tế học và giáo dục học đều có tạo nghệ cực sâu, cũng có tài năng quản lý xuất sắc, hiện tại chúng tôi hoan nghênh đồng chí Thường Lăng Phong nào. Lưu Cường ngây ra, các giáo viên cũng ngây ra. Thường Lăng Phong là thần thánh phương nào, phong trạch nhất trung này là nơi nào? Không thể tùy tiện gọi một người tới làm hiệu trưởng được. Trương Dương vỗ tay trước, chúng ta hoan nghênh đồng chí Thường Lăng Phong lên bục phát biểu. Ánh mắt của các giáo viên lúc này mới tụ ở một góc của lễ đường. Thường Lăng Phong mỉm cười đứng dậy, lúc hội nghị bắt đầu, gã đã ngồi ở một góc của lễ đường, lặng lẽ nghe ngóng các vị giáo viên ở xung quanh nói chuyện. Thường Lăng Phong không muốn làm hiệu trưởng gì cả, nhưng gã và Trương Dương là cùng một phe, rất nhiều chuyện căn bản gã không được lựa chọn, giống như gã lúc trước cũng không muốn tới phong trạch, nhưng sau cùng vẫn phải tới. Trương Dương cho rằng nhân tuyển thích hợp nhất hiện tại là Thường Lăng Phong, chủ nhiệm văn phòng cải cách vệ sinh văn giáo vệ kiêm nhiệm hiệu trưởng phong trạch nhất trung cũng không có gì là không hợp lý thường lăng phong muốn học lịch có học lịch muốn quản lý có quản lý huống chi hiện tại trương dương thông qua quan hệ phía giang thành giúp thường lăng phong có được đái ngộ cấp khoa làm hiệu trưởng phong trạch nhất trung cũng là chuyện danh chính ngôn thuận thường lăng phong không chịu làm lâu trương dương đã đáp ứng gã sau khi vượt qua đoạn thời gian này chỉ cần vấn đề của phong trạch nhất trung được giải quyết tìm được nhân tuyển thay thế thích hợp thì sẽ dỡ cái gánh nặng này xuống cho thường lăng phong để hồi báo thường lăng phong, hắn cho Trương Duệ Dung tạm thời làm trưởng khoa tài vụ của phong trạch nhất chung, Trương Duệ Dung không phải là muốn Trương Dương cấp điều hòa cho cô ta ư. Trong khoa tài vụ hiện có mà, không những là khoa tài vụ có, mà văn phòng của hiệu trưởng cũng có, Trương Đại Quan Nhân đây là nhất cử lưỡng đắc. Thường lăng phong dưới sự chú ý của mọi người bước lên bục chủ tịch, gã mỉm cười, nói, chào mọi người, tôi là Thường lăng phong. Trước đây đảm nhiệm chức phó thị trưởng phòng chiêu thương thành hố Giang Thành, trước mắt đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng cải cách văn giáo vệ sinh dưới sự lãnh đạo của thị trường trương, tôi trước tiên xin giải thích với mọi người một chút, nhiệm vụ chủ yếu của tôi là phụ trách cải cách văn giáo vệ sinh, cái chức hiệu trưởng này tôi chỉ tạm thời thay thế thôi, khi có nhân tuyển thích hợp. Tôi sẽ lập tức nhường cho người hiền, nhưng tôi đảm bảo, chỉ cần tôi ở trên chức vị này một ngày, tôi sẽ thật thà làm tốt công tác của mình, để các giáo viên có được lợi ích thực tế, từng bước cải thiện đãi ngộ của các giáo viên, sau này cho dù tôi không còn công tác ở phong trạch nhất chung, nhưng tôi vẫn sẽ dồn trí lực vào việc cải cách văn giáo vệ sinh. Bên dưới lại có một giọng nói vang lên, đạo lý thì ai cũng nói được, thực tế chút đi. chương 370, người âm hiểm chính là ngươi. Thường Lăng Phong cười ha ha, nói, vậy được, tôi trực tiếp đi vào trọng tâm nhé. Tôi thông chi cho mọi người một tin tức, sau khi hội nghị hôm nay kết thúc, mọi người có thể tới khoa tài vụ nhận tiền lương của tháng trước một con đá làm giấy lên sóng to ngập trời, không có tin tức nào khiến mọi người phấn chấn hơn tin tức này, tất cả giáo viên đều hưng phấn. Trương Dương mỉm cười nhìn Thường Lăng Phong, tin tức này vốn là dĩ hắn tuyên bố, nhưng sau khi nghĩ lại, cảm thấy do Thường Lăng Phong tuyên bố thì thỏa đáng hơn. Thường Lăng Phong tới phong trạch nhất chung làm hiệu trưởng, làm thế nào mới có thể trong thời gian ngắn xây dựng được uy tín. Phát lương rõ ràng là phương thức tốt nhất, Trương Đại Quan Nhân không phải là một người thích kheo mẽ, hắn bắt đầu học được cách suy tính tới toàn cục rồi chọn dùng phương thức lấy tiền trong kho ra phát lương là chủ ý của bản thân thường lăng phong các giáo viên đã lâu rồi chưa lấy được tiền lương tiền thật bạc thật được phát tới tay họ loại cảm giác thực chất đó và tới ngân hàng nhìn con số trong tài khoản là hoàn toàn khác hắn thường lăng phong muốn lợi dụng cơ hội tốt này gã lại nói còn có một tin tức nữa muốn tuyên bố với mọi người dưới sự nỗ lực của thị trưởng trương và các bộ môn liên quan vấn đề tiền lương của chúng ta tạm thời đã được giải quyết tiền lương còn nợ mọi người trong vòng 3 ngày sẽ được chuyển vào tài khoản của mọi người. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, vấn đề làm khốn nhiễu các giáo viên lâu như vậy đã được Thường Lăng Phong giải quyết ngay ngày đầu tiên thượng nhiệm, sự hưng phấn của những giáo viên này cao như thế nào thì không cần phải nói tới. Sau khi hội nghị kết thúc, các giáo viên xếp thành hàng ở khoa tài vụ, dưới tiền đề không làm ảnh hưởng tới công tác bình thường, khoa tài vụ phát tiền lương tháng này, Trương Dương phê chuẩn sử dụng quỹ ngầm của khoa tài vụ, Đỗ Ngọc Lệ đã bị miễn chức, tất cả quyền lực đều được giao lại, Trương Duệ Dung Lâm thời thay thế xử lý công việc của khoa tài vụ. Nếu như đào sâu nữa, khẳng định sẽ tra ra thêm nhiều vấn đề kinh tế của Đỗ Ngọc Lệ và Mạnh Tông Quý. Thường Lăng phong cấp cho Trương Dương một kiến nghị, cơm phải ăn từng miếng, chuyện này cũng cần phải có quá trình tiêu hóa, ăn một bữa không no được ngay, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Trương Đại Quan Nhân tạm thời bỏ qua cho Mạnh Tông Quý. Cục trưởng Cục Giáo dục Lưu Cường sắc mặt rất khó coi, y cho rằng mình bị Trương Dương lừa, chuyện thường lăng phong đảm nhiệm chức hiệu trưởng phong trách nhất trung quan trọng như vậy, mà trước tiên căn bản lại không thông chi cho mình, tuy Trương Dương là phó thị trưởng thật, nhưng mình dẫu sao cũng là cục trưởng cục giáo dục, nói một tiếng cũng coi như là sự tôn trọng dành cho y, càng đáng giận hơn là Trương Dương lúc trước còn giả vờ bàn bạc với y, thì ra là trong lòng sớm đã có nhân tuyển, có cần phải trêu người ta như vậy không? Trương Dương sau khi hội nghị kết thúc thì hưng phấn bừng bừng đi tới phòng hiệu trưởng, Thường Lăng Phong đảm nhiệm chức hiệu trưởng phong trạch nhất chung cũng không tính là đại sự gì, nhưng trong mắt Trương Dương lại có ý nghĩa rất lớn, hắn hai tay trắng tới phong trạch. Sau đó xây dựng văn phòng cải cách văn giáo vệ sinh, trước tiên là nắm quyền quản lý phong trạch nhất chung vào tay, có thể nói là trên giáo dục, hắn cuối cùng cũng thiết lập được cơ sở, dưới quyền lực tuyệt đối của bí thư thẩm, mình sẽ ra được một vết sách như vậy, thổi một luồng gió mới vào trong thể chế của phong trạch, đây là mọi dấu hiệu tốt, Trương đại quan nhân tin rằng chỉ một tia lửa có thể gây ra đám cháy, mình phải học làm nước mưa, âm thầm tươi tắm vạn vật, trước tiên là ngấm vào trong thể chế trầm muộn của phong trạch này. Ở trước mặt Lưu Cường, Trương Dương vờ vịt nói, đồng chí Lăng Phong, sau này gánh nặng của phong trạch nhất chung sẽ giao cho anh, anh nhất định phải nỗ lực công tác, nhổ tận gốc tệ đoan tồn tại trong trường học, để ngôi trường cổ xưa này được thay đổi một bộ mặt mới. Thường Lăng Phong rất phối hợp nói, thị trường Trương cứ yên tâm, Tôi tuyệt sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài." Lưu Cường mỉm cười nhìn họ, nhưng trong lòng thì mắng thầm, giả vờ giả vịt, có ai mà không biết Thường Lăng Phong là thân tín của Trương Dương, hai người các ngươi là cùng một ruột. Trương Dương lại nói, "Còn có một chuyện nữa, cục trưởng Lưu đã nộp 7 căn phòng phúc lợi được phân ra rồi, anh và lãnh đạo tương quan của trường thương lượng đi, chia 7 căn phòng này cho những đồng chí cần nhất, tôi thấy điều kiện của gia đình Phùng Thiên Du rất kém, nên chiếu cố ông ta." Lưu Cường càng nghe càng thấy vô vị, bảy căn phòng đó y phải giao ra cũng là bất đặc dĩ, hiện tại lại thành công cụ để người ta mò vớt chính thích. Lưu Cường vô cùng tiếc 20 vạn đó, 20 vạn đó là cục giáo dục cho phong trạch nhất chung mượn chứ không phải là cho không, hiện tại phòng thì trả lại rồi, tiền thì vẫn ở trong tay người ta, nếu như mình không đề xuất thì khoản tiền này rất có thể là mất đi một cách không minh bạch như vậy. Khi Lưu Cường đang do dự xem có nên đề xuất chuyện này không thì bên ngoài truyền thấy tiếng xôn xao, lại là Tạ Đức Tiêu dẫn hai người tới ngoài cửa. Tạ Đức Tiêu đi tới ngoài phòng hiệu trưởng, nhìn Trương Dương ở bên trong, gã không khỏi ngây ra, tình cảnh một quyền của Trương Dương đấm ngã gã hôm đó gã vẫn còn nhớ, người ta là phó thị trưởng, Tạ Đức Tiêu ở sâu trong lòng cũng có chút sợ hãi, ngoài miệng thì nói cứng, nhưng cảm giác thật ở trong lòng thì lại lừa dối mình. Trương Dương nhìn Tạ Đức Tiêu đứng ngoài cửa, cảm giác rất thú vị, bất kể là ở đâu cũng luôn có kẻ không sợ chết tạ đức tiêu xem ra từ chuyện lần trước vẫn chưa nhận được giáo huấn, gã không ngờ còn dám tới, người này cũng tính là có chút dũng khí. Tạ đức tiêu đứng ở ngoài cửa sau một lúc do dự, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí bước vào. Lưu Cường không đợi người khác lên tiếng đã mở miệng trước, anh có việc à? Tạ Đức Tiêu gật đầu, nói có. Gã nuốt một ngụm nước bọt, tôi hôm nay là muốn tới đòn khoản công trình mà phong trạch nhất chung còn thiếu tôi thường lăng phong đối với nhân vật này đã nghe nói tới gã bình tĩnh nói hôm nay là ngày đầu tiên tôi thượng nhiệm chuyện nợ tiền tôi sẽ dành thời gian để bàn với anh hiện tại mời anh đi trước được không tạ đức tiêu nuốt nước bọt nói tại sao phải để hôm khác phong trạch nhất chung của các người không phải là không có tiền tôi đã nghe nói rồi các người có tiền phát lương còn có quỹ ngầm vì sao không trả tôi khoản công trình đó trương dương nhíu mày hắn thật sự có chút tức giận rồi mình là phó thị trưởng chủ quan văn giáo vệ sinh tạ đức tiêu sau khi bị mình dạy cho một bài học hiện tại vẫn không biết sống chế rõ ràng là một tên vô lại trương dương nói tạ đức tiêu trí nhớ anh không phải là tốt cho lắm đúng không tạ đức tiêu xòe hai tay ra nói thị trưởng trương tôi hôm nay không phải là tới gây chuyện tôi là lấy việc luận việc phong trạch thiếu khoản công trình của tôi mà không trả hiện tại người bán vật liệu bước tới cửa nhà của tôi rồi tôi có nhà mà không thể về sắp bị người ta niêm phong tới nơi rồi, tôi cũng không muốn gây chuyện, tôi chỉ muốn lấy tiền. Nghe nói phong trạch nhất trung đổi lãnh đạo rồi, ngay cả tiền lương cũng phát xuống rồi, vì sao không thể trả tiền cho tôi. Trương Dương gật đầu, gã không ngờ lại dở giấy viết thư ra, tạ đức tiêu, phong trạch nhất trung thiếu các anh bao nhiêu tiền. Tạ đức tiêu nói, 130 vạn. Trương Dương cười khinh thường, 130 vạn, tôi còn tưởng là 1.300 vạn cơ đấy. Hắn cầm bút bi, viết một hàng chữ xuống giấy, xin khoa tài vụ phối hợp, trả cho Tạ Đức Tiêu 130 vạn. Lưu Cường và Thường Lăng Phong đều há miệng trợn mắt nhìn Trương Dương, không biết hắn sao lại dứt khoát trả cho Tạ Đức Tiêu 130 vạn như vậy, phải biết rằng hai ngày trước, Trương Dương còn một quyền đánh cho Tạ Đức Tiêu tắt thở, ngay cả pháp y cũng nhận định là Tạ Đức Tiêu đã chết, xem ra chuyện trên thế giới này thật sự là biến hóa vô cùng. Người khác nghĩ không thông Tạ Đức Tiêu càng không ngờ chuyện này lại thuận lợi như vậy. Lúc Trương Dương giao tờ giấy cho gã, còn dặn dò: "Tạ Đức Tiêu, tôi trả tiền công trình cho anh rồi, sau này anh đừng có tới phong trạch nhất chung gây chuyện nữa, nếu không tôi sẽ mời cơ quan công an bắt anh tội làm nhiễu loạn trị an xã hội đó." Tạ Đức Tiêu cầm tờ giấy, không nén nổi sự vui mừng ở trong lòng, luôn miệng nói: "Thị trưởng Trương, yên tâm, tôi cầm tiền xong là đi, tuyệt sẽ không tới trường làm phiền nữa." Trương Dương gật đầu, nói tới khoa tài vụ đi. Lưu Cường nhìn không hiểu, loại người như Trương Dương đột nhiên sao lại chuyển tính, 130 vạn không phải là một con số nhỏ, nói cấp là cấp ư. Tạ Đức Tiêu sau khi rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, Trương Dương cầm điện thoại lên gọi Tiểu Trương à. Có một tên vô lại tới, cô hiểu nên làm thế nào rồi chứ? Lưu Cường và Thường Lăng Phong đều hiểu rồi, phó thị trưởng Trương là muốn chơi người ta, hơn nữa lần này lại lười chẳng buồn động thủ, đã gọi điện thoại rồi tự có người xuất thủ, Lưu Cường không biết thân thủ của Trương Duệ Dung như thế nào, nhưng Thường Lăng Phong thì rõ, gã tin rằng lần này thu ý của phó thị trưởng Trương, Trương Duệ Dung xuất thủ tuyệt không nhẹ, cũng chính là nói tạ Đức Tiêu xui xẻo rồi. Tạ Đức Tiêu lúc tới khoa tài vụ, tiền lương của giáo viên đã được phát gần xong, gã cầm tờ giấy mà Trương Dương đưa cho gã, đi tới trước mặt Trương Duệ Dung mỉm cười rồi đưa cho cô ta, biểu hiện của Tạ Đức Tiêu sở dĩ lễ mạo như vậy là bởi vì tâm tình rất tốt, 130 vạn gã bị nợ nhiều ngày như vậy rồi, phó thị trưởng Trương nói trả là trả, đây là chuyện mà gã căn bản không ngờ tới. Trương Duệ Dung nhìn tờ giấy đó, cười cười, từ trong ngăn kéo lấy ra một tập tiền mặt, đưa một vạn đồng cho tạ Đức Tiêu, tạ Đức Tiêu nhất thời không phản ứng kịp, chỉ là có chút bực bội, nếu 130 vạn mà dùng phương thức trả tiền mặt để thanh toán, chỉ sợ là mình phải chất vào một bao tải lớn. Nhưng người ta đã đưa cho tiền, nào có đạo lý lại không nhận, tạ Đức Tiêu chia tay ra nhận tập tiền, tay vừa nắm vào tập tiền, trương duệ dung đã đấm một quyền vào mắt gá, khiến cho tạ đức tiêu lảo đảo ngã ra sau, nện mông xuống đất, một vạn đồng trong tay bay là tả khắp nơi. trương duệ dung hét lên, cướp tiền. người xông vào đầu tiên là nhân viên của phòng bảo vệ, bởi vì khi phát lương, bọn họ phụ trách duy trì trật tự ở ngoài cửa khoa tài vụ. hai nhân viên bảo vệ không biết tình hình cụ thể ở bên trong, khổ cực mấy tháng trời, khó khăn lắm mới được phát lương. các giáo viên vừa được phát xong đợi lát nữa mới tới bọn họ, nghe nói có người dám vào cướp tiền, lại nhìn thấy tiền mặt bay là tả, hai bảo vệ mắt đỏ bừng lên, bọn họ gầm lên một tiếng phẫn nộ lao lên, quyền cước như mưa rào nện lên người tạ đức tiêu. Tạ đức tiêu không phải là tới một mình, gã còn dẫn theo hai bang thủ, hôm nay là họ mang thái độ nói lý mà tới, nhưng tạ đức tiêu cũng là người nhìn quen sóng gió, gã biết cách tự bảo vệ mình, dẫn hai người tới mục đích là để bảo vệ an toàn cho mình, để phòng vạn nhất, phía gã vừa kêu cứu mạng, hai bang thủ nghe tiếng chạy tới cùng hai bảo vệ đánh nhau. động tĩnh ở khoa tài vụ lập tức hấp dẫn nhân viên giáo viên ở trong tòa nhà dạy học. những giáo viên đó vừa nhận lương, nghe tiếng chạy tới cũng đáng đời tạ đức tiêu. danh tiếng của thằng cha này ở phong trạch nhất trung đã chẳng ra làm sao, các giáo viên lại quy kết việc nợ lương lên việc xây dựng tòa nhà dạy học. nghe thấy có người tới cướp, khi lại nhìn thấy tạ đức tiêu, mấy giáo viên trẻ tuổi đã bất chấp tất cả lao lên. có oán thì trả oán, có thù thì báo thù, dưới loại tình thế này. Tạ Đức Tiêu và thủ hạ chỉ có nước ăn đòn. Ba người rất nhanh liền rơi vào cảnh bị vây công, căn bản không có sức hoàn thủ. Điều duy nhất có thể làm chỉ là kêu thảm. Lúc trương đại quan nhân dẫn cục trưởng lưu hiệu trưởng thường tới khoa tài vụ, Tạ Đức Tiêu và hai thủ hạ đã bị đánh cho thành đầu heo. Trương đại quan nhân cố nặn ra vẻ kinh ngạc, thốt lên: Làm cái gì thế? Làm cái gì thế? Đang yên đang lành sao lại đánh nhau? Tạ Đức Tiêu mặt mày bầm dập ôm mặt, cố hé mắt thốt ra những tiếng hàm hồ không rõ ràng bọn họ đánh người thường lăng phong trong lòng sáng tỏ nhưng ngoài miệng thì vẫn phối hợp biểu diễn với trương dương gã nhìn trương duệ dung lông mày đựng đứng nói có chuyện gì vậy trương duệ dung nói người này là ai xông vào đây muốn cướp tiền chỗ tôi đều là tiền lương mau báo cảnh sát đi tạ đức tiêu vung vẩy hai tay phân biệt thị trưởng thị trưởng viết viết giấy cho tôi bảo tôi tới nhận tiền công trình Trương Duệ Dung cười lạnh nói, giấy đâu? Tạ Đức Tiêu ngây ra, lúc này mới nhớ mình đã giao giấy cho Trương Duệ Dung rồi, gã quay lại nói với Trương Dương, thị. Trưởng, Trương, anh làm chứng cho tôi đi. Trương Dương tỏ vẻ chẳng liên quan, chấp chấp mắt, làm chứng cái gì? Tôi viết giấy cho anh lúc nào? Tạ Đức Tiêu hai mắt suýt nữa thì rớt khỏi chồng cái gì? Anh là thị trưởng, sao có thể trở mặt như vậy? Cục trưởng Lưu cũng có mặt, cục trưởng Lưu nhìn thấy mà lưu cường bực vô cùng y thầm mắng tạ đức tiêu mày con mẹ nó bị người ta chơi kéo tao vào làm cái gì trương dương tựa cười mà như không phải cười nhìn lưu cường nói cục trưởng lưu ông có thấy gì không lưu cường cắn môi nói tôi vừa tới chẳng nhìn thấy gì cả tạ đức tiêu trước mắt tối sầm suýt nữa thì ngất đi gã hiện tại hiểu cái gì gọi là quan lại bao che cho nhau rồi dưới cơn tức giận gã cũng bất chấp cái gì gọi là dân không đấu lại với quan chỉ vào mũi Trương Dương gầm lên, mày con mẹ nó chơi tao. Trương Dương cười kinh thường, nói con mẹ nó, làm người kiểu gì vậy, tôi mà chơi anh thì anh dám làm gì tôi. Tạ Đức Tiêu lại một lần nữa bị bắt tới cục công an, có điều lần trước là tội làm nhiễu loạn trị an xã hội, còn lần này là cướp của. Tính chất không biết là nghiêm trọng hơn lần trước bao nhiêu lần, điều duy nhất giống nhau là người bắt gã vẫn là Khưu Kim Trụ. Khưu Kim Trụ cầm hồ sơ đập vào đầu Tạ Đức Tiêu một cái, nói tôi nói này ông chủ tạ, anh sao lại vào đây thế? Tạ Đức Tiêu mặt mày khổ não, nói anh hỏi tôi thì thôi biết hỏi ai. Tên phó thị trưởng đó chơi tôi, hai người đi theo tôi có thể làm chứng, tôi căn bản không cướp tiền. Khưu Kim Trụ cười lạnh, nói tạ Đức Tiêu, anh tốt nhất nên cân nhắc cho kỹ, cái gì gọi là phó thị trưởng chơi anh. Hạng người như anh, người ta bóp cái là chết, anh nói anh không cướp tiền, nhưng trưởng khoa của phong trạch nhất chung có thể làm chứng, rất nhiều giáo viên của phong trạch nhất chung có thể làm chứng. Tạ Đức Tiêu nói, bọn họ là cùng một ruột. Khưu Kim Trụ nói, Cục trưởng Cục Giáo dục Lưu Cường lúc đó cũng có mặt ở hiện trường, hiện giờ anh nói là thị trưởng Trương chơi anh, nhưng Lưu Cường có thể làm chứng cho thị trưởng Trương. Tạ Đức Tiêu kích động nói, bọn họ là quan lại bao che cho nhau. Tạ Đức Tiêu, anh tốt nhất nên phối hợp một chút, tôi nhắc nhở anh, cướp bóc là trọng tội. Anh không phải là kẻ mù kiến thức pháp luật, đừng nói là cướp một vạn đồng, cướp một quả dưa cũng bị phán tử hình đấy. Tạ Đức Tiêu hít một hơi lạnh, lời nói đầy vẻ uy hiếp của Khưu Kim Trụ khiến gã không rét mà run, gã vừa rồi ban đầu chỉ cảm thấy ủy khuất, chuyện này rõ ràng là Trương Dương lập bẫy lừa mình chui vào, một cái bẫy đơn giản như vậy, không có hàm lượng kỹ thuật gì, nhưng mình lại ngu ngốc chui vào, càng khiến gã khổ não hơn là, có nhiều người tin Trương Dương, đứng ở phía Trương Dương như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, người ta là phó thị trưởng phong trạch, Lời người ta nói có độ đáng tin cao hơn, mình tuy có mấy đồng tiền nhưng lại không có mấy người tin lời mình, Tạ Đức Tiêu nghĩ tới Lưu Cường, cái tên vương bát đản đáng chế đó, rõ ràng là nhìn thấy toàn quá trình, nhưng không ngờ lại nói là không thấy gì, đáng ghét, đáng ghét tới cực điểm. Nhìn Tạ Đức Tiêu rơi vào vòng luân lý, khưu kim trụ ở sâu trong lòng vui mừng đến nỗi không nói thành lời, vui mừng trước tai họa của người khác, thằng ôn này coi vui mừng trước tai họa của người khác là một loại hưởng thụ gã vỗ vỗ vai tạ Đức Tiêu, nói anh tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi thật sự là không cướp tiền. Tạ Đức Tiêu nói xong liền bổ sung, tôi không thiếu tiền, trong tài khoản của tôi có hơn 300 vạn, tôi sao phải đi cướp một vạn đồng làm cái gì? Muối có nhỏ thì cũng vẫn là thịt, phú ông nước ngoài chạy tới siêu thị ăn cấp đồ nhiều lắm, xã hội hiện tại, người có tâm lý biến thái đâu đâu cũng có. Khưu Kim Trụ nói xong những lời này liền rời khỏi phòng. Tạ Đức Tiêu sau khi bình tĩnh lại, càng nghĩ càng thấy sợ, hiện tại rất bất lợi cho gã, nếu như phía phong trạch nhất trung khăng khăng vu hám gã cướp tiền, mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Khưu Kim Trụ đi không lâu, Cục trưởng Cục Công an Triệu Quốc Đống liền gọi Tạ Đức Tiêu tới thẩm vấn. Ở Triệu Quốc Đống còn có phó đại đội trưởng hình cảnh Trịnh Ba, nhìn thấy Tạ Đức Tiêu, Triệu Quốc Đống liền đánh mắt ra hiệu cho Trịnh Ba, Trịnh Ba và hình cảnh áp giải Tạ Đức Tiêu liền ra khỏi phòng trong phòng chỉ còn lại Triệu Quốc Đống và Tạ Đức Tiêu hai người. Tạ Đức Tiêu đợi cửa phòng đóng lại liền than khóc, cục trưởng Triệu, anh phải giúp tôi, tôi bị trương dương bấy. Triệu Quốc Đống nhíu mày, nói chuyện gì? Tạ Đức Tiêu kể lại một lượt đầu đuôi câu chuyện, gã phẫn hận nói tôi chưa từng thấy loại cán bộ quốc gia như vậy, so với lưu manh còn lưu manh hơn, so với vô lại còn vô lại hơn, sao lại có hạng đạt điều như vậy, tôi còn oan hơn đậu Nga triệu quốc đống nói anh cũng không có chuyện gì làm à biết rõ hôm nay có nhiều nhân vật quan trọng ở phong trạch nhất trung như vậy anh còn tới gây chuyện người ta không chỉnh anh thì chỉnh ai tạ đức tiêu nói tôi nghe nói bọn họ phát lương nên mới tới bọn họ có tiền phát lương mà không có tiền trả tiền công trình cho tôi hà thiếu nợ thì phải trả tiền đây là việc thiên kinh địa nghĩa tôi đòi nợ là sai hà triệu quốc đống rút bao thuốc ra châm một điếu lại ném cho tạ đức tiêu một điếu tạ đức tiêu cắm thuốc vào miệng, triệu quốc đống tự tay châm lửa cho gá, chậm rãi nói, hiện tại người ta có nhân chứng, có vật chứng, khăng khăng nói là anh cướp tiền, tạ đức tiêu, không phải tôi dọa anh, nhưng lần này anh gặp phiền phức lớn rồi đó. Cục trưởng triệu, anh giúp tôi với, tôi không muốn ngồi tù, tôi bị oan mà. Triệu quốc đống nói, anh nói thực với tôi đi, ai bảo anh hôm nay tới phong trạch nhất chung đòi tiền. Tạ Đức Tiêu do dự một lát rồi khai, mạnh tông quý. Triệu Quốc Đống cũng không cảm thấy quá bất ngờ, Mạnh Tông Quý lần này từ trước rõ ràng là bị bức, y khẳng định không cam lòng, xúi dục tạ Đức Tiêu tới đòi nợ, lợi dụng phương thức này để phát hiện sự bất mãn trong lòng. Tạ Đức Tiêu nói, tôi bị Mạnh Tông Quý lừa rồi. Triệu Quốc Đống nói, hiện tại có nói những lời này cũng vô dụng, anh không muốn ngồi tù thì phương pháp tốt nhất là đừng để người ta kiện anh. Tạ Đức Tiêu thở dài, tôi còn có biện pháp gì nữa. Triệu Quốc Đống nói, phía Lưu Cường tôi đã hỏi rồi, nếu như những gì anh nói là thực thì chuyện này có có cách vãn hồi. Triệu Quốc Đống trên đường quay về văn phòng gặp đại đội trưởng hình cảnh Khưu Kim Trụ. Khưu Kim Trụ cười cười chào cục trưởng Triệu, Triệu Quốc Đống chỉ coi như là không nghe thấy, vênh mặt bước qua, trịnh ba nhìn Khưu Kim Trụ với vẻ đồng tình rồi bước nhanh theo. Khưu Kim Trụ ngây ra đó, rất nhanh liền minh bạch, Triệu Quốc Đống thông qua phương thức này để biểu đạt sự bất mãn đối với mình mình bắt tạ đức tiêu, tạ đức tiêu lại là người của gã, chẳng khác nào là đối nghịch với triệu quốc đống. Khưu Kim Trụ nhìn triệu quốc đống đã đi xa, mắng thầm trong lòng, mày con mẹ nó lên mặt cái gì, ông đây nhịn đủ rồi. Phó Cục trưởng Trình Diễm Đông vừa hay nhìn rõ cảnh vừa rồi, Khưu Kim Trụ giả vờ như không có chuyện gì đi xuống cầu thang, gã cũng không muốn để người khác nhìn thấy mình bị làm mặt lạnh. Đi tới bãi đỗ xe, Khưu Kim Trụ mở cửa xe, Trình Diễm Đông chạy theo, Lão Khưu, theo tôi tới tiệm vàng phong trạch một chuyến. Khưu Kim Trụ khởi động xe cảnh sát, lái xe ra khỏi thị cục, Khưu Kim Trụ nói, sao? Vị cướp tiệm vàng vẫn chưa có manh mối gì hả? Trình Diễm Đông cười khổ, nói, sếp của chúng ta đè chuyện này lên tôi, thị lý đã cho kỳ hạn phá án rồi, nếu còn không tìm được manh mối vậy thì sẽ lấy tôi ra khai đao. Khưu Kim Trụ đột nhiên có một loại cảm giác cùng là người lưu lạc thiên nhai, có công lao, triệu quốc đống khẳng định là đứng ra hàng đầu, nhưng một khi xảy ra chuyện, đám người bọn họ lại bị đẩy ra trước, Khưu Kim trụ nói, nghĩ thoáng đi, chúng ta là đảng viên, chịu khổ trước, hưởng thụ sau. Trình Diễm Đông nói, anh sao lại đi bắt Tạ Đức Tiêu vào đây, quan hệ giữa gã và cục trưởng Triệu Anh không phải là không biết, đây không phải là công khai làm khó cục trưởng Triệu ư? Khưu Kim trụ cười khổ, Tạ Đức Tiêu chạy tới khoa tài vụ của phong trách nhất chung cướp tiền. Phó thị trưởng Trương tự mình báo cảnh, tôi không bắt thì làm gì bây giờ? tôi nếu không bắt gã, người ta sẽ tố cáo tôi không làm tròn trách nhiệm. Trình Diễm Đông thở dài, phiền phức, không có chuyện gì phiền phức hơn là làm công an ở phong trạch. Khưu Kim Trụ từ trong lời nói này nghe ra được ý vị oán niệm, gã nhìn Trình Diễm Đông qua kính chiếu hậu, phát hiện Trình Diễm Đông cũng đang nhìn mình. Khưu Kim Trụ nói, Cục trưởng Trình, vừa rồi anh cũng thấy đó, xếp giận tôi rồi. Trình Diễm Đông nói, biết anh ta tức giận, anh sao còn dám làm vậy, Tôi thực sự là bội phục dũng khí của anh." Khưu Kim Trụ nói, kẻ mù phóng lừa theo anh ta thôi. "Tôi không thấy mình làm gì sai cả, có được vị trí ngày hôm nay là tôi cực khổ từng bước đi lên, tôi xứng với cảnh huy đeo trên mũ." Trình Diễm Đông cười cười không nói gì, từ lời đối thoại vừa rồi, gã đã phát giác đoạn thời gian này Khưu Kim Trụ đã phát sinh biến hóa thoát thai thoát cốt, gan của thằng ôn này so với lúc trước thì to hơn không biết bao nhiêu lần. Nguyên nhân căn bản khiến gã sản sinh ra loại biến hóa này chỉ có một, đó chính là gã tìm được chỗ dựa, bọn họ là công an, phân tích loại chuyện này dễ như ăn cháo. Trình Diễm Đông dễ dàng phán đoán ra chỗ dựa của Khưu Kim Trụ chính là Trương Dương, Trình Diễm Đông nhắc khẽ, lão Khưu, có một số chuyện vẫn nên lấy cẩn thận làm đầu, tôi nghe nói có người muốn gây bất lợi cho anh. Khưu Kim Trụ trột dạ, tên Trình Diễm Đông này tuy trẻ tuổi, nhưng làm việc lại khá là trầm ổn, gã đã nói vậy, khẳng định là có được tin tức xác thực, phía trước chính là tiệm vàng Phong Trạch, Khưu Kim trụ chậm rãi dừng xe, quay sang Trình Diễm Đông, nói cục trưởng Trình, có thể nói rõ hơn chút không? Trình Diễm Đông đã đẩy cửa xe bước xuống, gã cười nói, nói chung là anh nên cẩn thận. Lúc Trương Dương nhận được điện thoại của Khưu Kim trụ, bí thư thị ủy Triệu Kim Vân đang ở trong văn phòng của hắn, Triệu Kim Vân vốn là muốn mời Trương Dương tới hỏi, nhưng Trương Dương căn bản chẳng buồn nể mặt. Triệu Kim Phân bất đắc dĩ nên đành phải tự đăng môn bái phỏng. Trương đại quan nhân từ sau khi có kinh lịch được Ủy ban kỷ luật tỉnh mượn dùng, đối với quy trình công tác của Ủy ban kỷ luật cũng nắm được ít nhiều, tầm mắt của hắn cũng nhờ thế mà được đề thăng lên không ít, đối với loại bí thư Ủy ban kỷ luật tỉnh cấp huyện này, ở sâu trong lòng luôn coi thường. Muốn nói chuyện với tôi ư, cô đi mà tới tìm tôi, còn muốn tôi tìm tới cô thì không có cửa đâu. Bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Phong Trạch là vợ của cục trưởng cục giáo dục Phong Trạch Lưu Cường, còn là chị họ xa của cục trưởng cục công an Phong Trạch Triệu Quốc Đống. Ở trong thể chế Phong Trạch cũng được gọi là thiết nương tử. Nguồn của cái biệt hiệu này không nói là bởi vì cô ta thiết diện vô tư, lục thân bất nhận. Triệu Kim Phân quả thật là có mấy phần vị đạo của thiết nương tử. Lúc tới văn phòng của Trương Dương, mặt không hề có nét cười nói, rất nghiêm túc nói thị trưởng Trương. Trương đại quan nhân giả vờ như mới nhìn thấy cô ta, mỉm cười nói bí thư triệu ngọn gió nào thổi cô tới chỗ tôi vậy mời ngồi mời ngồi ngoài mắt thì trương đại quan nhân rất chi là khách khí dẫu sao triệu kim phân người ta cũng là thường ủy địa vị trong thể chế phong trạch thì cao hơn mình nhiều triệu kim phân nói thị trưởng trương công tác bận bịu không có thời gian tới chỗ tôi tôi chỉ đành dành thời gian đến chỗ anh thôi câu nói này mang đầy oán khí trương dương tuy là phó thị trưởng nhưng cô ta lại là một thường ủy Trương Dương ngươi không ngờ lại dám bắt ta đây khuất tất với văn phòng của ngươi, trong lòng của Triệu Kim Phân có chút không vui cũng là bình thường. Trương Dương lúc này mới đứng dậy, mỉm cười mời Triệu Kim Phân ngồi xuống salon, nói với Phó Trường Trinh đang chỉnh lý văn kiện ở bên cạnh, tiểu phó, đi pha trà cho bí thư Triệu đi, lòng tỉnh đặc biệt ấy nhé. Phó Trường Trinh gật đầu, xoay người bước đi. Triệu Kim Phân nhìn Phó Trường Trinh, trong lòng không khỏi thấy kỳ quái, Bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa đã ra lệnh cấm chỉ phó thị trưởng bố trí thư ký chuyên chức, nhưng thằng ôn này không những dùng, hơn nữa xem ra còn dùng không tồi. Phó Trường Trinh không lâu sau liền pha trà mang vào, khi hắn ra khỏi cửa, án chiếu theo ý của Trương Dương đóng cửa lại. Triệu Kim Phân lại phát hiện một chuyện trái với quy định của Trương Dương. Trương Dương mỉm cười, nói, bí thư Triệu tìm tôi có việc gì vậy? Triệu Kim Phân gật đầu, nói, tôi tới là vì chuyện của phong trách nhất chung. Tài vụ của phong trạch nhất trung xảy ra vấn đề, án chiếu theo trình tự chính huy thì nên ra bộ môn thẩm tra ra mặt, cục giáo dục phối hợp triệt để tra rõ những chỗ không rõ ràng trong sổ sách của trường. Trước đó, sổ sách của trường nên tạm thời đóng băng, nhưng theo tôi biết, phía phong trạch nhất trung không những sử dụng tiền mặt, hơn nữa còn rút hết tiền trong sổ tiết kiệm. quá trình giao nhận tài vụ căn bản không thông qua bất kỳ bộ môn giám quản nào, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng. Trương Dương cười nói, bí thư triệu, cô là phụ trách công tác của ủy ban kỷ luật, tôi là phụ trách văn giáo vệ sinh, có thể là sự lý giải của chúng ta có điều khác nhau. Triệu Kim Phân nói, thế là có ý gì? Trương Dương nói, cục trưởng lưu của cục giáo dục là chồng của cô, bí thư Triệu chắc có nghe nói, phong trạch nhất chung gần đây xảy ra chuyện các giáo viên mấy tháng rồi không được trả lương, một chuỗi những sự việc này đều là bởi vì các giáo viên có oán khí, chúng ta thử đặt mình ở vị trí của người khác mà nghĩ xem, chẳng ai ôm bụng đói mà đi làm việc được cả audio điện tử võ tấn bền hết chương 370